rể quý trời cho. Chương 1041, trừng phạt. Lang nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, cũng hừ lạnh một tiếng, sau đó liếc mắt ra hiệu cho những đàn em sau lưng mình. Trên mặt những đàn em đó đều nở nụ cười xấu xa, từ lúc Lâm Thanh Diện ra tay với tóc vàng vừa rồi, bọn họ đã muốn đánh Lâm Thanh Diện một trận rồi. Nét mặt tóc vàng tràn đầy hung ác nhìn Lâm Thanh Diện, quát, mẹ nó, bọn tao nhiều anh em như vậy, cũng không tin không chừng trị được mày. Trịnh Tú Tú lập tức lộ vẻ lo lắng, nhìn về phía Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, chúng ta. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói, không có vấn đề gì, cô đứng ra sau quan sát là được rồi. Trịnh Tú Tú thấy Lâm Thanh Diện tự tin như vậy, đành phải đứng lùi về phía sau, không để Lâm Thanh Diện phải phân tâm nữa. Lão Lang cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, mặc dù lúc ấy Lâm Thanh Diện đá một phát làm cho tên tóc vàng ngã rạp xuống đất cũng khiến hắn ta hơi bất ngờ, nhưng trong sân này có mười mấy anh em của hắn ta không tin nhiều người như vậy còn không làm gì được một mình Lâm Thanh Diện. Tóc vàng là người đầu tiên lao về phía Lâm Thanh Diện, cũng có ý định đạp Lâm Thanh Diện một phát, nhưng chân của tóc vàng vừa nâng lên, chân Lâm Thanh Diện đã chạm đến bụng của gã ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tóc vàng còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã lại ngã xuống mặt đất nữa rồi. Người đằng sau thấy tóc vàng lại bị đạp ngã, vội vàng lao về phía Lâm Thanh Diện, muốn đè anh lại. Mẹ nó, nhất định phải bắt hắn cho tao, nếu hôm nay không đạp hắn hai phát, vậy tên ông đây đọc ngược. Tóc vàng ngã trên mặt đất chịu đựng cơn đau từ ngực truyền đến, lên tiếng hô một câu. Lâm Thanh Diện chỉ lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, sau đó bóng hình của anh nhanh chóng chuyển động. Lâm Thanh Diện đã đạt đến hóa cảnh đỉnh phong, cho dù là tốc độ hay sức mạnh, đều đã vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Bây giờ anh đánh với những người này, cũng chỉ là đang đùa giỡn mà thôi, nếu như anh muốn, hoàn toàn có thể đánh một trưởng qua, ảnh hưởng sức mạnh của huyền kình cũng có thể dễ dàng đánh ngã bọn họ. Bóng dáng Lâm Thanh Diện tựa như trong cùng một thời gian xuất hiện tại mấy nơi khác nhau, lão lang ở phía xa quan sát cuộc chiến chỉ cảm thấy Lâm Thanh Diện giống như tạo ra mấy cái phân thân. Chỉ trong một nháy mắt, vậy mà đám đàn em của hắn ta đều ngã xuống mặt đất. Lão lang lập tức trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này, trong mắt cũng suýt nữa rớt ra ngoài. Tóc vàng trên mặt đất cũng vô cùng hoảng sợ nhìn Lâm Thanh Diện, lẩm bẩm, vừa rồi hắn dùng ảnh phân thân sao? Vì sao tôi nhìn thấy có mấy hắn xuất hiện cùng một lúc? Thật ra đó chỉ là tốc độ của Lâm Thanh Diện nhanh đến cực hạn, ở trong mắt người bình thường, giống như xảy ra trong cùng một thời gian vậy. Trịnh Tú Tú cũng không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này, cảm giác Lâm Thanh Diện tựa như một chiến thần từ trên trời xuống, căn bản không giống người phàm. Dù sao người phàm vốn không thể nào có bản lĩnh đánh đấm giống như trên TV mới có kia. Sau khi giải quyết đám đàn em của Lão Lang, Lâm Thanh Diện phủi tay rồi đi về phía Lão Lang. Lúc này trong lòng Lão Lang đã tràn đầy khiếp sợ, hắn ta hoảng sợ nhìn Lâm Thanh Diện, mạnh mẽ nuốt nước bọt. Người anh em, chúng ta từ từ nói chuyện. Đừng động một tí là dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Lão lang lên tiếng. Lâm Thanh Diện cười nói, không phải vừa rồi tôi từ từ nói chuyện với các anh rồi sao? Là chính các anh không muốn từ từ nói, vì vậy tôi mới chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện. Nói xong, Lâm Thanh Diện đến trước mặt lão lang. Lão lang theo bản năng muốn né tránh, nhưng trong mắt Lâm Thanh Diện thì tốc độ của hắn ta như rùa bò, hắn ta còn chưa cử động, Lâm Thanh Diện đã bắt lấy một cánh tay của hắn ta. Đây là trừng phạt dành cho anh khi không nghe lời khuyên bảo. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói, sau đó bẻ gãy một ngón tay của lão lang. Lão lang lập tức hét lên thảm thiết, trong miệng toàn là lời cầu xin Lâm Thanh Diện tha thứ. Lâm Thanh Diện mắt điếc tai ngơ, lại nắm một ngón tay khác của lão lang, hơi dùng sức, ngón tay kia cũng gãy rồi. Tôi biết sai rồi, người anh em, anh bỏ qua cho tôi đi. Lúc này khuôn mặt lão lang đỏ bừng, trên trán túa ra mồ hôi lạnh. Nhìn ra được đã phải chịu đau đớn rất lớn. Lâm Thanh Diện bắt lấy ngón tay thứ ba của lão lang, hỏi, bây giờ tôi muốn anh chuyển tất cả nợ nần của cô gái này lên người Trương Vĩ, anh còn có ý kiến gì hay không? Không có ý kiến, không có ý kiến, số tiền kia là Trương Vĩ vay, tôi đương nhiên là đến tìm anh ta đòi tiền rồi. Lão lang vội vàng trả lời. Vậy sau này anh có còn đi tìm cô gái này gây phiền phức nữa không? Lâm Thanh Diện hỏi tiếp. Sẽ không. Nếu sau này tôi còn gây sự với cô ta, vậy cứ để vợ tôi cắm cho tôi 100 cái sừng đi. Lão lang đáp lại. Nghe thấy lão lang nói như vậy, lúc này Lâm Thanh Diện mới thả ngón tay kia ra.
vừa rồi khi Lâm Thanh Diện nắm lấy ngón tay của hắn ta sợ hãi vô cùng, cơ thể cũng không nhịn được run rẩy. Trương Vĩ vẫn luôn ngã trên mặt đất, vốn cho rằng người của lão lang có thể trừng trị Lâm Thanh Diện, như vậy anh ta còn có thể được nhờ, nhưng anh ta chẳng thể ngờ tới, Lâm Thanh Diện lại dễ dàng đánh bại người của lão lang như vậy. Hơn nữa còn không chút do dự bẻ gãy ngón tay lão lang. Bây giờ nhìn dáng vẻ của lão lang, khoản vay nặng lãi kia của Trịnh Tú Tú, đều phải rơi xuống đầu anh ta rồi. Hơn nữa anh ta hiểu rất rõ lão lang là hạng người gì, nếu bị lão lang để mắt đến, nửa đời sau của anh ta cũng xong rồi. Bây giờ lập tức chuyển đổi những tài liệu cho vay của bọn họ, từ trên phương diện pháp luật, tôi cần xác định Trịnh Tú Tú không dùng một đồng của khoản vay kia, hiểu rõ chưa? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm lão lang nói. Hiểu rõ, tôi đi làm luôn. Lão lang vội vàng trả lời. Nhận lấy những tài liệu cho vay trong tay Trịnh Tú Tú, sau đó hủy bỏ thỏa thuận cho vay ngay trước mặt Lâm Thanh Diện, sau đó nữa lại làm một thỏa thuận mới, cho Trương Vĩ ký tên ấn dấu lên đó. Đã làm xong, sau này Trịnh Tú Tú không còn bất kỳ nợ nần gì, toàn bộ đều là Trương Vĩ phải trả, hơn nữa tôi cũng cam đoan, tuyệt đối sẽ không tìm Trịnh Tú Tú gây bất kỳ phiền phức gì. Lão lang nói. Lúc này Lâm Thanh Diện mới gật đầu, thoáng nhìn Trịnh Tú Tú, lên tiếng, chúng ta đi thôi. Trịnh Tú Tú gật đầu, đi theo Lâm Thanh Diện ra bên ngoài. Trương Vĩ mặt xám như cho tàn cũng muốn rời khỏi nơi này với bọn họ, nhưng lúc này lão lang giơ tay giữ anh ta lại, mắng, mẹ nó, bây giờ mày nợ bọn tao hơn 2 tỷ tư đấy, không thể cứ đi như vậy chứ. Lâm Thanh Diện tạo ra ám ảnh vô cùng lớn trong lòng hắn ta, bây giờ hắn ta nhất định phải trút ra, tất nhiên Trương Vĩ là một bao cát rất tốt. Đương nhiên Lâm Thanh Diện và Trịnh Tú Tú sẽ không quan tâm đến sống chết của Trương Vĩ. Nếu anh ta bị đánh chết, không chừng Trịnh Tú Tú còn có thể vui vẻ hơn chút. Trịnh Tú Tú đi cùng Lâm Thanh Diện về đến phòng trọ của mình, cả người cô ta đều như đang nằm mơ, cảm thấy hơi khó tin. Món nợ đè ép cô ta lâu như vậy, cuối cùng hôm nay đã hoàn toàn không còn rồi. Hai người đi đến cửa phòng, nhìn thấy một chiếc xe dừng ở chỗ này, Trịnh Tú Tú thoáng nhìn vào trong xe, phát hiện người ngồi bên trong, lại là hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt. Chương 1042, chịu nhận lỗi. Lúc này hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt đang buồn bực ngán ngẩm ngồi trong xe, hôm nay hai người bọn họ đến nơi này là muốn khống chế Trịnh Tú Tú, từ đó hỏi chuyện của hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Nhưng sau khi bọn họ đến nơi này, đi vào trong sân gọi rất lâu cũng không thấy ai trả lời, cửa phòng không khóa, nhưng bên trong lại không nhìn thấy bóng người nào. Hơn nữa bọn họ còn để ý thấy trong phòng lộn xộn. Thậm chí Lý Tân Lan còn nghi ngờ rằng Trịnh Tú Tú biết bọn họ muốn đến tìm nên đã trốn từ sớm. Bởi vì không cách nào tìm được tung tích của Trịnh Tú Tú, nên hai người vẫn luôn chờ ở cửa, muốn nhìn xem Trịnh Tú Tú có trở về hay không. Đợi không bao lâu, Lâm Thanh Diện và Trịnh Tú Tú trở về nơi này rồi. Lý Tân Lan nhìn thấy hai người Trịnh Tú Tú và Lâm Thanh Diện, tinh thần lập tức tỉnh táo, vội vàng chọc chọc Tôn Chí Kiệt ở bên cạnh mình, lên tiếng, anh mau xem, Trịnh Tú Tú về rồi. Vậy mà người đàn ông đêm qua cũng đi cùng. Tôn Chí Kiệt thoáng nhìn ra bên ngoài, sau đó vội bước xuống xe, ngăn hai người Trịnh Tú Tú và Lâm Thanh Diện lại. Mẹ nó, các cô thật sự khiến chúng tôi tìm rất lâu, Trịnh Tú Tú, chúng tôi còn tưởng rằng cô chạy rồi. Tôn Chí Kiệt mắng một câu. Trịnh Tú Tú nhìn chằm chằm hai người này, hỏi các anh đến đây làm gì? Lý Tân Lan lập tức hừ lạnh nói, chúng tôi đến làm gì chẳng lẽ trong lòng cô không rõ sao? Tối qua chúng tôi còn chưa được xem buổi biểu diễn thì đã bị đuổi ra ngoài, đó cũng là do cô và hai người đáng chết kia, hôm nay chúng tôi đến tìm cô cũng là để hỏi tung tích của hai người đó. Nhưng mà tôi cũng không ngờ người đàn ông này lại đi cùng cô, như vậy cũng vừa đúng lúc, nếu anh ta đã ở chỗ này, vậy cũng bớt phiền toái cho chúng tôi. Nói xong, Lý Tân Lan quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, trong mắt còn mang theo vài phần oán độc. Tôn Chí Kiệt cũng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, hung ác nói, tên kia. Anh có biết hành vi đêm qua của anh đã hoàn toàn chọc giận tôi rồi không? Lâm Thanh Diện liếc nhìn hai người bọn họ, cười nói, đó cũng chỉ là các anh gieo gió gặt bão mà thôi, có liên quan gì đến tôi? Anh, Lý Tân Lan lập tức giơ tay chỉ vào Lâm Thanh Diện, hận không thể bước lên cào anh mấy phát. Hừ, không ngờ lúc này rồi anh còn dám mạnh miệng. Sở dĩ đêm qua ban tổ chức đuổi chúng tôi ra là bởi vì nể mặt những khách khứa ngồi ở ghế khách quý kia. Thật sự không hiểu các anh dẫm phải vận cứt chó gì, vậy mà có thể quen biết người ở ghế khách quý đỉnh cấp. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, người nhà tôi cũng có bối cảnh không kém ở thành phố Y,
anh chọc phải tôi tuyệt đối sẽ khiến anh không có kết quả tốt. Ánh mắt Tôn Chí Kiệt đăm đăm chừng Lâm Thanh Diện, lên tiếng nói. Lâm Thanh Diện không ngờ vậy mà hai người này cho rằng hôm qua mình có thể ngồi tại ghế khách quý cao cấp là bởi vì quen biết khách ngồi ở ghế khách quý, xem ra ấn tượng ban đầu luôn giữ vai trò chủ đạo có đôi khi thật sự sẽ khiến người ta trở nên ngu xuẩn. Bây giờ chúng tôi cho các anh một cơ hội, anh trả lại tiền vé vào cửa của buổi biểu diễn ngày hôm qua cho chúng tôi, lại cho chúng tôi thêm 300 triệu làm tiền bồi thường tổn thất tinh thần, thêm một người dập đầu ba cái với chúng tôi, chuyện này coi như xong, nếu không anh cứ chờ chết đi, tôi không tin người đêm qua sẽ còn giúp các anh. Trên mặt Lý Tân Lan tràn đầy giận dữ nói. Trịnh Tú Tú nghe thấy lời của Lý Tân Lan, nhất thời giận không có chỗ chút, nói với Lý Tân Lan các cô đừng quá đáng. Đêm qua... Cô vừa định nói đêm qua ban tổ chức vốn không phải nể mặt người khác đuổi bọn họ đi, mà chính là nể mặt Lâm Thanh Diện, cô muốn nói với hai người Lý Tân Lan, Lâm Thanh Diện không phải người bình thường, để cho bọn họ khiêm tốn một chút. Nhưng mà lúc này Lâm Thanh Diện giơ tay ngăn Trịnh Tú Tú lại. Ha ha, đêm qua đuổi các cô ra ngoài, đúng là chúng tôi không đúng, chuyện này tôi cũng đã suy nghĩ lại kỹ càng, tôi quả thật nên bồi thường. Lâm Thanh Diện nói. Trịnh Tú Tú lập tức mở to hai mắt. Không ngờ Lâm Thanh Diện lại xin lỗi hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt. Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt cũng không ngờ Lâm Thanh Diện nhận lỗi nhanh vậy, trên mặt toát vẻ kinh ngạc. Khuôn mặt Lâm Thanh Diện lại mang theo ý cười khó hiểu, dựa vào tính cách của anh, đương nhiên sẽ không thể nào thật sự xin lỗi hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt. Anh nói như vậy, chỉ là bởi vì vừa mới nghĩ đến một cách đối phó với Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt mà thôi. Nhưng mà nếu tôi cứ bồi thường cho các cô như vậy thì có vẻ hơi vội vàng. Dù sao đêm qua quả thật là tôi gây ra phiền phức rất lớn với các cô. Lâm Thanh Diện tiếp tục nói. Vì vậy tôi dự định tối nay ở khách sạn Continental, đặc biệt nói lời xin lỗi với các cô, đến lúc đó tôi sẽ nhận lỗi theo yêu cầu của các cô, tôi cũng sẽ bồi thường cho các cô số tiền kia, thế nào? Hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt đều nghi ngờ liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó Tôn Chí Kiệt lên tiếng, anh lừa ai chứ? Lỡ như chúng tôi tin anh, chờ đến buổi tối anh chạy rồi thì sao? Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, nếu các anh không tin, tôi có thể để Trịnh Tú Tú đi theo các anh, tôi thì đi chuẩn bị chuyện buổi tối nhận lỗi với các anh, chờ đến lúc đó nếu tôi chạy, các anh cũng có thể thông qua cô ta tìm tôi, như thế nào? Trịnh Tú Tú biến sắc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại muốn giao mình cho hai người Lý Tân Lan. Hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt liếc nhìn nhau, đều cảm thấy Lâm Thanh Diện không giống như đang nói dối. Nếu anh đã nói như thế, vậy chúng tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng nếu như anh dám đùa chúng tôi, không chỉ Trịnh Tú Tú xui xẻo, cho dù anh chạy, tôi cũng có cách tìm được anh. Tôn Chí Kiệt trừng mắt nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Trịnh Tú Tú, đưa mắt ra hiệu với cô, nói Tú Tú, trước tiên cô đi theo bọn họ, chờ buổi tối, tôi sẽ đến khách sạn Continental tìm mọi người. Trịnh Tú Tú hiểu được ý tứ trong ánh mắt của Lâm Thanh Diện, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, không biết rốt cuộc Lâm Thanh Diện muốn làm gì. Nhưng mà trước đó Lâm Thanh Diện quả thật đã giúp cô ta giải quyết chuyện vay tiền, hơn nữa anh là một người vô cùng đáng tin, chắc hẳn sẽ không hãm hại mình, vì vậy cô ta gật đầu đồng ý với Lâm Thanh Diện. Nhưng mà tôi phải nói trước với các cô, người nên nhận lỗi với các cô là tôi, giao Trịnh Tú Tú cho các cô cũng chỉ là để đề phòng tôi chạy trốn thôi, vì vậy nếu như các cô làm tổn thương Trịnh Tú Tú, vậy buổi tối cũng không cần phải nhận lỗi nữa. Lâm Thanh Diện lại bổ sung một câu. Lý Tân Lan lập tức không kiên nhẫn nói, được rồi, anh cứ yên tâm đi, chúng tôi cũng không phải loại người không giữ lời, anh vẫn nên suy nghĩ thật kỹ xem buổi tối nhận lỗi với chúng tôi như thế nào mới có thể khiến chúng tôi tha thứ cho anh đi. Lâm Thanh Diện không nói thêm gì nữa, sau đó xoay người nhét một viên đá vào trong tay Trịnh Tú Tú, đồng thời dùng lực lượng thần hồn khẽ nói bên tai Trịnh Tú Tú, nếu như bọn họ muốn làm tổn thương cô, vậy nắm chặt viên đá này, nó sẽ bảo đảm cô bình yên vô sự. Chương 1043, thủ đoạn. Trịnh Tú Tú bắt lấy viên đá, kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện. Rõ ràng cô ta không nhìn thấy miệng của Lâm Thanh Diện nhưng lại nghe thấy tiếng của anh. Hơn nữa, Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt vẫn không hề hay biết, điều này khiến cô ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Và lại, cô ta không hiểu vì sao Lâm Thanh Diện lại nói rằng viên đá này có thể cứu sống cô ta. Cho dù cô ta dùng sức bóp mạnh viên đá, nhưng nếu Tôn Chí Kiệt muốn ra tay với cô ta, thì cũng không thể thay đổi được gì mới đúng. Nhưng mà, vào giờ phút này, cô ta chỉ có thể tin tưởng Lâm Thanh Diện, vì thế cô ta khẽ gật đầu.
viên đá mà Lâm Thanh Diện giao cho Trịnh Tú Tú được lấy từ trong chúng thần điện. Năm đó, viên đá này được Quý Trường Thanh phát hiện ở một nơi không người. Nhìn bề ngoài, viên đá này không khác những viên đá bình thường là mấy, nhưng Quý Trường Thanh lại phát hiện, viên đá này có thể chứa đựng sức mạnh. Mặc dù, sức mạnh mà nó chứa đựng vô cùng có hạn, nhưng trên cơ bản nếu dùng 10 phần sức mạnh thì nhiều nhất cũng có thể giữ lại được một phần. Hơn nữa, việc này còn cần một lực khống chế tương đối ổn định, bởi hơi dùng sức một chút thì viên đá cũng sẽ vỡ vụn. Chỉ cần hơi dùng sức, bóp nhẹ một cái, sức mạnh chứa đựng bên trong sẽ lập tức được giải phóng ra ngoài. Khi đó, Lâm Thanh Diện cảm thấy loại đá này rất thần kỳ, cho nên mới nhặt vài viên về làm đồ chơi. Viên đá mà Lâm Thanh Diện đưa cho Trịnh Tú Tú chỉ chứa đựng chưa đến 1% sức mạnh của anh. Nếu dùng trong trận đấu của Lâm Thanh Diện thì viên đá này chắc chắn không có tác dụng gì cả. Nhưng đối với Trịnh Tú Tú mà nói, viên đá này hoàn toàn hữu dụng. Dù sao, với 1% sức mạnh của Lâm Thanh Diện thì người bình thường như Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan cũng không thể chống đỡ được. Lý Tân Lan cười lạnh nhìn Trịnh Tú Tú, nói Trịnh Tú Tú, cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên xe của chúng tôi đi, tốt nhất cô nên bảo tên này biết điều, đáng tin một chút, nếu không một mình cô sẽ phải hứng chịu mọi thủ đoạn đó. Trịnh Tú Tú hít sâu một hơi, thầm nghĩ, hôm nay đã đi đến tận bước này, cô đã không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Lúc này, cô chỉ còn cách tin tưởng Lâm Thanh Diện con đường sống duy nhất của mình mà thôi. Trịnh Tú Tú không hề do dự, đi đến trước xe của Tôn Chí Kiệt, mở cửa xe ra rồi ngồi vào. Tôn Chí Kiệt cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, lên tiếng, việc nhận lỗi tối nay, anh tốt nhất nên có thành ý một chút, nếu không tôi cũng sẽ không khách khí với anh đâu. Nói xong, hắn ta lập tức ngồi vào trong xe với Lý Tân Lan, rồi lái xe rời đi. Lâm Thanh Diện nhìn đám người Lý Tân Lan đưa Trịnh Tú Tú rời đi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười giễu cợt, sau đó anh cũng rời khỏi đây. Lâm Thanh Diện quay trở lại khách sạn trước, rồi kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho Hứa Bích Hoài nghe. Sau khi nghe thấy Lâm Thanh Diện nói Trịnh Tú Tú đã bị Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt đưa đi, Hứa Bích Hoài lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng. Lâm Thanh Diện bảo cô không phải lo lắng, anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi. Nếu đám người Tôn Chí Kiệt thật sự muốn giở trò với Trịnh Tú Tú, thì đến cuối cùng, người gặp xui xẻo vẫn là họ mà thôi. Sau đó, Lâm Thanh Diện nói cho Hứa Bích Hoài nghe kế hoạch buổi tối của mình. Sau khi nghe xong, Hứa Bích Hoài cảm thấy không có vấn đề gì cả. Lúc này cô mới yên tâm. Sau khi nói rõ ràng với Hứa Bích Hoài xong, Lâm Thanh Diện bảo cô tiếp tục ở lại khách sạn chăm sóc cho Nặc Nặc, còn anh thì đi ra khỏi khách sạn, đến ngân hàng một chuyến, sau đó mới đến khách sạn Continental. Anh đặt một phòng bao VIP bên trong khách sạn Continental. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, anh ngồi đợi Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt đến. Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống, cuộc sống về đêm của người dân ở thành phố Y bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Không khí bên trong khách sạn Continental cũng náo nhiệt hẳn lên. Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan đưa Trịnh Tú Tú đến khách sạn Continental đúng giờ. Dựa theo tin nhắn Lâm Thanh Diện gửi cho Trịnh Tú Tú, họ đến được phòng bao VIP của khách sạn Continental. Không ngờ, anh cũng có thành ý phết đấy. Lại đặt sẵn phòng bao VIP. Phòng bao này cũng phải mấy chục triệu, xem ra anh thật sự rất nghiêm túc đến đây xin lỗi bọn tôi. Tôn Chí Kiệt cười nói. Trên mặt Lý Tân Lan cũng lộ ra nụ cười mong đợi. Nhưng cô ta vốn là loại người chanh chua, đanh đá, đương nhiên sẽ không vì chút thành ý này của Lâm Thanh Diện mà giảm bớt trừng phạt cho anh. Có thành ý thì làm sao? Đây đều là những việc anh ta phải làm. Tối qua, ngay đến cả idol yêu thích nhất của mình tôi cũng không gặp được, tất cả chỉ vì anh ta. Tôi chắc chắn phải đánh gãy chân anh ta, Lý Tân Lan nói. Nhưng Trịnh Tú Tú đi phía sau lại lộ ra biểu cảm khinh bỉ. Cô ta thầm nghĩ, Lâm Thanh Diện cũng không phải hiền lành, tử tế gì cả. Anh làm như vậy, chắc hẳn là vì muốn Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt sẽ càng thảm hại hơn. Đợi đến khi Lâm Thanh Diện dùng thủ đoạn thật sự, hai người họ nhất định sẽ không còn tâm trạng nói những lời này nữa đâu. Còn có một người đàn ông cao lớn, thô kệch đi cùng ba người họ đến. Người đàn ông này là tên côn đồ Tôn Chí Kiệt đặc biệt bỏ tiền ra tìm về. Mục đích là để đề phòng Lâm Thanh Diện giở trò, đến lúc đó. Vừa hay có thể khống chế được anh. Họ chưa từng nhìn thấy thủ đoạn của Lâm Thanh Diện, cho nên vẫn còn cho rằng người đàn ông to lớn này có thể đối phó được với anh. Bốn người họ đẩy cửa phòng bao ra, ngay sau đó, đập vào tầm mắt là một chiếc bàn xếp đầy đồ ăn ngon. Phía sau chiếc bàn đó là một bàn đánh bạc thường thấy trong các sòng bạc.
có 3 chồng tiền mặt đang được xếp ngay ngắn bên trên bàn đánh bạc, tính ra cũng phải hơn 9 tỷ. Sau khi đám người Lý Tân Lan nhìn thấy số tiền lớn bên trên bàn đánh bạc thì lập tức ngây ngốc. Họ có nằm mơ cũng không thể ngờ, Lâm Thanh Diện lại để nhiều tiền ở đây đến như vậy. Trời ơi, tên đó điên rồi sao? Chẳng lẽ số tiền này là quà xin lỗi cho chúng ta ư? Trên mặt Lý Tân Lan lộ ra tia kích động, nếu số tiền này thật sự dành cho họ, vậy thì hôm nay họ thật sự đã kiếm được món hời lớn rồi. Dù sao tiền vé của buổi hòa nhạc hôm qua cũng chỉ hết mấy trăm triệu mà thôi, còn số tiền trên bàn này là hơn 9 tỷ đó. Mặc dù nhà của Tôn Chí Kiệt cũng rất giàu có, 9 tỷ cũng chẳng là gì cả. Nhưng Lâm Thanh Diện đặt 9 tỷ tiền mặt ở đây, quả thật rất kích thích thị giác. Không ngờ tên này cũng biết cách giải quyết mọi chuyện phết đấy. Coi như anh biết điều, nếu hôm nay số tiền 9 tỷ này thật sự là dành cho chúng tôi. Vậy thì chúng tôi có thể miễn tội chết cho anh, Tôn Chí Kiệt cười nói. Nhưng Trịnh Tú Tú lại nghi ngờ, nhìn chằm chằm số tiền đặt trên bàn. Cô ta vừa kinh ngạc trước tài chính của Lâm Thanh Diện, lại vừa không hiểu, rốt cuộc Lâm Thanh Diện đang muốn làm gì. Phòng bao này là một phòng xếp, bên trong còn có một căn phòng nữa. Sau khi đám người Lý Tân Lan đi vào trong phòng bao, Lâm Thanh Diện lập tức đi từ căn phòng bên trong ra. Anh mỉm cười nhìn họ. Sau khi thấy Trịnh Tú Tú không sao, thì lập tức biết đám người Tôn Chí Kiệt không gây khó dễ cho cô ta. Mọi người mau ngồi xuống đi, thức ăn vừa làm xong, vẫn còn nóng hổi, chúng ta cùng nhau ăn uống trước. Lâm Thanh Diện nói. Mọi người nghe vậy, lập tức ngồi xuống. Nhưng suy nghĩ của họ không hề đặt vào đồ ăn trên bàn mà là vào số tiền mặt khổng lồ trên bàn đánh bạc. Sau khi ngồi xuống, Lâm Thanh Diện liếc nhìn Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt. Rồi nói chắc hai người cũng nhìn thấy 9 tỷ tiền mặt trên bàn rồi đúng không? Số tiền đó là tôi đặc biệt chuẩn bị cho hai người. Nghe vậy, trên mặt của Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan đều lộ ra tia phấn khích. Sau đó, Lý Tân Lan lên tiếng, coi như anh biết điều, nể tình số tiền này, bọn tôi sẽ tha thứ cho anh. Lâm Thanh Diện mỉm cười, ngay sau đó, anh bèn nói, nhưng mà, nếu chúng ta cứ như vậy ăn cơm, sau đó các người lấy tiền đi thì chẳng thú vị gì cả. Tôi còn đặc biệt chuẩn bị 9 tỷ nữa trong căn phòng phía bên trong. Chỉ bằng, sau khi ăn xong, chúng ta đánh vài ván bạc đi. Nếu may mắn, đánh thắng tôi thì mọi người hoàn toàn có thể cầm 18 tỷ mang về. Mọi người thấy thế nào? Chương 1044, may mắn. Sau khi nghe xong những lời Lâm Thanh Diện nói, Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt quay sang nhìn nhau, cả hai đều không hiểu Lâm Thanh Diện rốt cuộc muốn làm gì. Anh sẽ không lừa bọn tôi đấy chứ? Tôn Chí Kiệt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, nói một câu. Nghe vậy, Lâm Thanh Diện chỉ mỉm cười, nói tôi chẳng qua cũng chỉ là nhiệt huyết sung trào, cho nên mới nảy ra ý nghĩ này thôi. Hôm nay, khi đến ngân hàng, tôi quả thật đã rút 18 tỷ, nhưng nếu các người không muốn chơi, thì bỏ đi. Nói xong, anh vỗ tay, lập tức có mấy người đi từ căn phòng bên trong ra. Họ chính là Lão Lang và mấy tên đàn em của hắn ta. Mỗi người đều cầm một túi ni lông trong suốt trên tay, trong mỗi chiếc túi đều đựng đầy những xấp tiền mặt. Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt nhìn đến ngây ngốc. Lúc này, Lão Lang đã hoàn toàn coi Lâm Thanh Diện là người mà bản thân hắn ta không được phép đụng vào. Cho nên hôm nay, khi Lâm Thanh Diện đến tìm hắn ta lần nữa, muốn hắn ta làm giúp anh một số chuyện, hắn ta hoàn toàn không dám từ chối. Mà Lâm Thanh Diện tìm Lão Lang đến đây, đương nhiên là có tính toán của riêng mình. Trịnh Tú Tú cũng nhìn chằm chằm vào những xấp tiền bên trong túi ni lông. Cô ta thật sự không hiểu, rốt cuộc Lâm Thanh Diện đang muốn làm gì. Lý Tân Lan nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Diện, nói, những người này đang làm gì thế? Anh sẽ không nhân cơ hội này làm gì chúng tôi đấy chứ? Nghe vậy, Lâm Thanh Diện chỉ mỉm cười, nói, họ chỉ đang cầm tiền giúp tôi mà thôi. Nhiều tiền như thế, làm sao một mình tôi có thể chuyển hết đến đây được chứ? Lý Tân Lan suy nghĩ. Cảm thấy những lời Lâm Thanh Diện nói cũng hợp lý. Nhưng cô ta thấy, đám người Lão Lang này có vẻ như không giống người đứng đắn cho lắm. Thế nhưng cô ta cũng không sợ, bởi mấy tên côn đồ họ tìm đến có thực lực rất mạnh, có thể một chọi 10, do đó cô ta cũng không hề lo lắng Lâm Thanh Diện sẽ giở trò gì cả. Nếu các người không muốn chơi, tôi sẽ bảo họ mang tiền đi. Vốn dĩ tôi chỉ muốn kiếm trò gì đó vui vẻ để chơi thôi. Mọi người cùng lắc xúc xắc. Rồi so số xúc xắc to nhỏ với nhau, vừa đơn giản lại vừa vui vẻ. Nhưng nếu các người không muốn chơi, tôi cũng không chơi nữa. Lâm Thanh Diện nói.
Lý Tân Lan nhìn sấp tiền trong tay đám người lão lang, ánh mắt của cô ta lập tức phát sáng. Là 9 tỷ tiền mặt đấy. Nếu như may mắn, họ thật sự có thể lấy được số tiền 9 tỷ đó. Quan trọng nhất là, Lâm Thanh Diện đã cho họ 9 tỷ. Cho dù thua, họ cũng không bị thiệt. Hơn nữa, nếu thấy thua nhiều, họ có thể không chơi nữa, dù sao tối nay, họ cũng kiếm lời được không ít. Vừa nghĩ như vậy, Lý Tân Lan bèn ghé sát tai Tôn Chí Kiệt, nói nhỏ, hay là chúng ta chơi hai ván đi. Dù sao nếu thua thì số tiền mất đi cũng không phải là của chúng ta cứ đặt cược ít hơn anh ta một chút là được. Lúc này, Tôn Chí Kiệt cũng bị dao động bởi số tiền 9 tỷ mà Lâm Thanh Diện bảo đám người lão lang cầm ra. Mặc dù công ty của nhà hắn ta rất giàu có, nhưng hắn ta cũng không thể tiêu tiền của công ty nhà mình được. Hơn nữa, với số tiền 18 tỷ này, cho dù có là ba hắn ta, thì cũng rất khó để ông ấy lấy ra một số tiền lớn như thế. Nếu tối nay, hắn ta có thể cầm được 18 tỷ này trong tay, vậy thì khoảng thời gian sau này, hắn ta hoàn toàn có thể ăn chơi hưởng thụ, tự do, vui vẻ rồi. Do đó, hắn ta lập tức gật đầu, nói, nếu anh đã muốn chơi, vậy thì bọn tôi sẽ chơi với anh vài ván. Nhưng phải nói trước, nếu bọn tôi không muốn chơi nữa, anh cũng đừng tìm lý do gì cả. Chắc chắn rồi, tôi làm việc này cũng chỉ vì muốn mọi người vui vẻ thôi mà. Thấy hai người họ đồng ý, Lâm Thanh Diện lập tức nở nụ cười. Chúng ta ăn cơm trước đi, sau khi ăn xong, chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Lâm Thanh Diện nói. Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt không nói gì nữa, cầm đũa lên, vô cùng tự nhiên ăn cơm. Không lâu sau, mọi người đã ăn xong. Lâm Thanh Diện gọi phục vụ thu dọn mọi thứ trên bàn, sau đó anh ngồi vào bàn đánh bạc, rồi bảo lão lang cầm xúc xắc ra. Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt cũng ngồi vào bàn đánh bạc, hai người họ ngồi đối diện với Lâm Thanh Diện. Những người còn lại thì ngồi bên cạnh xem. Lâm Thanh Diện đưa xúc xắc và cốc lắc xúc xắc cho Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt. Nói quy tắc chơi rất đơn giản, chính là lắc xúc xắc, so to nhỏ. Trước khi mở nắp xúc xắc ra, mọi người có thể đặt cược số tiền mình muốn trước, đặt càng nhiều thì thắng càng nhiều. Hai người có thể kiểm tra xúc xắc và cốc lắc xúc xắc trước, nếu cảm thấy tôi động tay, động chân vào thì ngay bây giờ có thể đi mua một cái khác. Tôn Chí Kiệt bĩu môi, nói chỉ là lắc xúc xắc thôi mà, thứ này cho dù muốn động tay, động chân vào cũng khó. Tôi cũng không cho rằng anh thật sự có bản lĩnh này. Lâm Thanh Diện mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Sau đó, mấy người họ chính thức bắt đầu cuộc vui. Lúc mới bắt đầu, Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt vẫn rất dè chừng, cẩn thận. Họ hoàn toàn không dám đặt cược quá nhiều tiền, 30 triệu thôi cũng đủ, bội thực, mà chết rồi. Nhưng chỉ chốc lát sau, họ lập tức phát hiện, hôm nay họ vô cùng may mắn, thắng một lúc 3 ván liên tiếp. Tôn Chí Kiệt lắc xúc xắc, còn Lý Tân Lan thì ngồi bên cạnh, cười không ngậm được mồm. Nhưng Lâm Thanh Diện lại trưng ra vẻ mặt thất vọng, anh còn nói, chẳng nhẽ tối nay, mình lại đen như vậy sao? Cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là sẽ thua sạch sẽ ư? Tôn Chí Kiệt thấy anh nói như vậy, lập tức lên tiếng, trò chơi này là do anh đưa ra, bây giờ anh lại vì bản thân đen đủi mà không muốn chơi nữa, thế thì chúng tôi cũng không chơi nữa. Được rồi, tối nay, tôi nhất định sẽ chơi hết mình cùng hai người. Cho dù thua sạch chỗ tiền này, cũng không sao cả. Chỉ cần hai người vui vẻ là được, Lâm Thanh Diện lập tức cười, nói. Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt không hề biết rằng, ngay đến cả người tự xưng là vua đánh bạc, Lâm Thanh Diện cũng chẳng coi là gì cả. Hai người họ có thể thắng, hoàn toàn là do Lâm Thanh Diện nhường họ mà thôi. Chưa đến một lát sau, bởi vì cảm thấy vận may của mình rất tốt, nên Tôn Chí Kiệt cũng to gan hơn một chút. Hắn ta lập tức đặt cược nhiều tiền hơn, muốn một lần thắng, được ăn trọn cả cụm. Lâm Thanh Diện đương nhiên cũng thỏa mãn mong ước của hắn ta, anh thắng thì ít mà thua thì nhiều, để Tôn Chí Kiệt hiểu nhầm rằng, hôm nay hắn ta rất may mắn. Anh hiểu rất rõ dã tâm của con bạc, mọi thứ anh làm từ lúc bắt đầu đến bây giờ là để câu dẫn Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan, khiến họ từ từ mắc câu. Mà sở dĩ anh làm như vậy, đương nhiên không phải vì để thua đám người Tôn Chí Kiệt và cống toàn bộ số tiền đặt cược cho họ. Con bạc luôn cảm thấy, bản thân thắng được vài lần hoàn toàn là do may mắn. Mà không hề biết rằng, cuối cùng họ sẽ phải trả lại gấp mấy lần so với những thứ họ đã thắng được. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, Tôn Chí Kiệt cũng đặt cược ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, hắn ta còn thẳng tay đặt cược 150 triệu một lần. Lâm Thanh Diện kiểm soát tâm lý thắng thua của Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan, khiến họ cho rằng, bởi vì bản thân may mắn cho nên mới thắng đậm như vậy, để tránh họ nảy sinh nghi ngờ.
Đến ván cuối cùng, Lâm Thanh Diện vẫn tiếp tục để thua Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan. Toàn bộ số tiền trên bàn lúc này đều đã thuộc về bên phía Tôn Chí Kiệt. Lâm Thanh Diện trưng ra dáng vẻ ấm ức, bực bội, nhìn số tiền trước mặt Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt, nói, sao hôm nay tay tôi lại thối thế không biết. Khó khăn lắm mới gom góp được 18 tỷ. Tôn Chí Kiệt liếc Lâm Thanh Diện, nói thời đến cản không kịp. Tôi thấy anh vẫn nên biết dừng đúng lúc, đúng chỗ thì hơn. Lâm Thanh Diện híp mắt lại, sau đó ném một tấm thẻ ngân hàng lên bàn, nói, không được, tối nay tôi nhất định phải thắng lại một chút mới được, nếu không tôi chắc chắn sẽ ngủ không ngon. Trong tấm thẻ này có 30 tỷ, không biết hai người còn muốn chơi tiếp không? Chương 1045, một ván quyết sinh tử. Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt nhìn sang tấm thẻ ngân hàng trên bàn, trên mặt lộ ra biểu tình giật mình. Anh đùa phải không, trong thẻ này thật sự có 30 tỷ. Lý Tân Lan hỏi một câu. Lâm Thanh Diện lúc này giống như là một kẻ mê cờ bạc thua đỏ mắt, cuồng loạn nói, không sai, đây là toàn bộ giá trị con người của tôi. Các người nếu là không tin, có thể tìm người tới nghiệm tư, tôi không tin tối hôm nay vận khí của tôi sẽ luôn kém như vậy. Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt hai người lại nhìn nhau một cái. Từ ngay trong ánh mắt của bọn họ có thể nhìn ra rõ ràng đã động tâm. 30 tỷ, coi như đối với Tôn Chí Kiệt mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ, công ty nhà bọn họ giá thị trường cũng mới hơn 90 tỷ. Nếu anh ta có thể thắng được 30 tỷ này của Lâm Thanh Diện, vậy tối hôm nay anh ta tương đương thắng được nửa công ty về. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hưng phấn lên, trước kia cha anh ta một mực nói anh ta vô học. Bây giờ anh ta rốt cuộc có một cơ hội thật tốt ở cha hắn trước mặt hãnh diện một lần, anh ta dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Anh thật muốn tiếp tục đánh cược với chúng tôi? Tôn Chí Kiệt hỏi một câu. Lâm Thanh Diện gật đầu một cái, không có chút nào do dự. Tôn Chí Kiệt cười một tiếng, nói, vậy được, chúng tôi cho anh một cơ hội, chỉ là tôi nói cho anh biết, cái gọi là vận may này, có thể thật không phải nói có là có, chờ lát nữa 30 tỷ này nếu bị thua, anh cũng đừng không nhận thua. Anh yên tâm, tôi không phải loại người như vậy, hơn nữa không nhất định là tôi thua. Lâm Thanh Diện mở miệng. Hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt nghe được lời này của Lâm Thanh Diện, trên mặt đều là lộ ra một nụ cười giễu cợt, đều cảm thấy Lâm Thanh Diện chính là một kẻ ngu, đã thua để mắt, anh ta cũng đã thua cả đêm, lại vẫn cảm thấy mình sẽ thắng. Tới đi, tiếp tục lắc, tôi cảm giác vận may vẫn còn, anh muốn thắng có thể hơi khó khăn. Tôn Chí Kiệt mở miệng cười. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm anh ta một cái, nói, hay là chúng ta đánh cược một lần lớn, các người đã thấy tiền trong tấm thẻ này bây giờ cũng không lấy ra được, nếu là từng điểm đánh cược, không phân rõ, cũng không thể ghi nợ phải không? Cho nên nếu không chúng ta một ván quyết sinh tử, tôi cầm 30 tỷ này đặt tiền cược, các người thấy thế nào? Hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt đều là sợ hết hồn, không nghĩ tới lá gan của Lâm Thanh Diện lại lớn như vậy, muốn một ván quyết sinh tử. Tôn Chí Kiệt hít sâu một hơi, trong lòng vừa nghĩ nếu như ván này anh ta thắng, đó chính là thắng 30 tỷ, cũng không phải lãng phí thời gian nữa. Loại cám dỗ này đối với anh ta mà nói, không thể nghi ngờ là rất to lớn. Lý Tân Lan cũng là mặt đầy hưng phấn, nhìn Tôn Chí Kiệt, hỏi chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Chí Kiệt do dự một chút, sau đó mắng một tiếng, con mẹ nó, đánh cược một đêm cũng là đánh cược một lần cũng là đánh cược, không bằng thống khoái một chút. Như vậy còn đỡ lãng phí thời gian. Lý Tân Lan thấy Tôn Chí Kiệt nói như vậy, cũng gật đầu đồng ý, chỉ là cô ta nghĩ tới một vấn đề, hỏi, nhưng chúng tôi chỉ có 18 tỷ, phải làm thế nào để đánh cược với 30 tỷ của anh? Tôn Chí Kiệt cũng nhíu mày lúc này mới ý thức tới vấn đề này. Lâm Thanh Diện thấy dáng vẻ của bọn họ, lập tức nháy mắt với Lão Lang bên cạnh. Lão Lang thấy vậy, vội vàng cười, nói với Tôn Chí Kiệt, hai vị, thực không dám giấu giếm. Thật ra thì tôi là người cho vay tiền, hai người nếu là tiền không đủ, có thể tìm tôi mượn chút, đến lúc đó thắng, lại trả lại là được. Lâm Thanh Diện vì không để cho hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt hoài nghi mình, mặt đầy kinh ngạc hỏi ông còn cho vay tiền. Tôi sao lại không biết? Đây cũng là công việc gần đây mới làm, anh lại không tìm tôi mượn tiền, tôi cũng chưa nói với anh. Lão Lang cũng trả lời ra hình ra dáng. Hai người Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan lập tức cũng lộ vẻ do dự. Không biết nên làm cái gì. Thật ra thì tôi cũng chính là muốn kiếm chút tiền xài vặt, tôi đảm bảo với hai người, tôi chỉ kiếm một chút lợi tức cơ bản của hai người nếu thắng, lập tức trả tiền lại cho tôi, chỉ cần trả cho tôi 30 triệu chi phí cho vay là được,
tôi đây cũng là nhìn các người chơi cao hứng, cho nên không muốn để cho các người bỏ qua cơ hội lần này. Lão lang thấy hai người do dự, vội vàng giải thích một chút. Hai người nghe được lời của lão lang, nhất thời cũng hơi động tâm, dù sao thắng cũng chỉ cần cho lão lang 30 triệu phí cho vay, cuộc mua bán này vẫn tương đối có lợi. Hơn nữa bọn họ căn bản không có nghĩ tới thất bại. Vậy được, trước hết tôi vay ông 12 tỷ, chờ đến lúc đó thắng, chúng tôi lại trả tiền lại cho ông. Tôn Chí Kiệt nói. Lão lang lúc này đồng ý, sau đó lấy ra mấy phần giấy tờ, đặt ở trước mặt Tôn Chí Kiệt, nói tôi làm ăn nhỏ, 12 tỷ, cơ hồ tương đương với tất cả tiền của tôi rồi, vì lý do an toàn, chúng ta trước hết ký thỏa thuận, tránh cho đến lúc đó xảy ra vấn đề gì. Tôn Chí Kiệt nhìn chằm chằm nội dung phần thỏa thuận kia nhìn một cái, phát hiện đúng là thỏa thuận vay tiền hợp lý, hơn nữa cảm thấy 12 tỷ không phải con số nhỏ, người ta cẩn thận một chút cũng là bình thường. Sau anh ta nhìn về phía Lý Tân Lan, nói, hai chúng ta cùng ký đi. Lý Tân Lan nhất thời mặt đầy không hiểu, hỏi, chính anh ký không được sao, tại sao phải hai chúng ta cùng ký? Như vậy tiền thắng được hai chúng ta có phải cùng nhau tiêu không, nếu như thắng đều là của anh thì em cũng không cần ký nữa. Tôn Chí Kiệt mở miệng. Lý Tân Lan nghe Tôn Chí Kiệt nói như vậy, nhất thời không cách nào phản bác, cô ta mới vừa rồi đúng là giả bộ ngu, nhưng là nghĩ đến sau khi thắng, bọn họ sẽ có hơn 30 tỷ rồi, cho nên cười nói, như vậy hả, vậy thì hai chúng ta cùng ký. Nói xong, cô ta ký tên lên phần thỏa thuận kia, Tôn Chí Kiệt cũng theo đó viết tên mình lên. Sau khi thấy hai người ký thỏa thuận xong, lão lang lập tức cười lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho hai người bọn họ. Nói, trong tấm thẻ này vừa vặn có 12 tỷ, cộng thêm hai người các người có 18 tỷ, vừa vặn 30 tỷ, các người bây giờ có thể tiếp tục chơi. Tôn Chí Kiệt hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, tới đi, một ván quyết sinh tử. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau cầm lên đầu chung trước mặt. Tôn Chí Kiệt cũng cầm đầu chung lên, bắt đầu lắc xúc sắc. Hai người đồng thời dừng lại, Lâm Thanh Diện nhìn Tôn Chí Kiệt, mở miệng nói, anh mở trước đi. Tôn Chí Kiệt cũng không do dự, đối với vận may của anh ta tương đối có lòng tin, sau mở ra đầu chung. Tất cả mọi người nhìn sang phía bên kia, phát hiện bên trong là 3 con 6, 2 con 5, đếm số có thể nói lớn vô cùng rồi. Tôn Chí Kiệt lập tức cười lên, nói, không cần nhìn, anh đã thua rồi, đưa tấm thẻ ngân hàng kia đây. Lâm Thanh Diện cười một tiếng, mở miệng nói, đừng có gấp, lỡ đâu vận khí tôi tốt, điểm lớn hơn anh thì sao? Nói xong. Anh mở đầu chung ra, mọi người nhìn sang, phát hiện bên trong lại là 5 con 6. Tất cả mọi người đều bị số điểm này kinh động, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại có thể lắc ra điểm số lớn như vậy, vừa vặn nhiều hơn Tôn Chí Kiệt 2 điểm. Lâm Thanh Diện lập tức cười nói, xem ra tôi thua một đêm, ông trời cũng không nhìn nổi nữa, vận khí ván này của tôi lại tốt như vậy. Hai người Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan vốn còn là mặt đầy hưng phấn trong nháy mắt trợn tròn lên, người đều là cứng lại ở đó. Chương 1046, tâm lý con bạc. Sao có thể như thế? Sao anh ta lại thắng rồi, vậy chẳng phải chúng tôi đã thua mất 30 tỷ sao? Lý Tân Lan lẩm bẩm. Tôn Chí Kiệt cũng chưa kịp phản ứng lại, quan sát kỹ con xúc sắc trước mặt Lâm Thanh Diện, sau khi xác nhận thật sự là 5 lần lục thì hít vào một ngụm khí lạnh. Mày đã thua cả đêm sao đến cuối cùng lại có thể xác được con số lớn như thế? Chắc chắn mày đã giở trò gì đó. Tôn Chí Kiệt hét lên với Lâm Thanh Diện. Anh ta không thể chấp nhận được việc Lâm Thanh Diện thắng ván bài cuối này. Điều này có nghĩa là cả buổi tối anh ta không vơ vét được đồng nào, ngược lại còn nợ 12 tỷ. Đúng thế, chắc chắn là anh ta đã dở trò gì rồi, sao có thể lắc được 5 lần lục chứ? Lý Tân Lan cũng vội phụ họa theo. Lâm Thanh Diện nhìn hai người họ một cách chăm chú, sau đó nói, nếu động tay động chân thì tôi đã làm từ đầu rồi, việc gì phải đợi đến ván cuối. Tôi đã thua cả tối rồi, cũng đến lúc thắng một ván chứ, hai người không thể nghĩ rằng số tiền đặt cược này tương đối lớn mà nói tôi động tay động chân, vậy lúc trước hai người thắng nhiều như thế có phải cũng động tay động chân rồi không? Bị Lâm Thanh Diện chất vấn như vậy, hai người lập tức không còn gì để nói, dù sao những gì Lâm Thanh Diện nói là sự thật, anh đã thua cả đêm rồi, thi thoảng thắng một ván cũng là chuyện bình thường. Nhưng ván này cược quá lớn, ai ngờ họ lại thua sạch số tiền vừa thắng, lại còn phải bù thêm 12 tỷ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Lần này chúng ta thua sạch, còn nợ 12 tỷ, anh cũng biết hoàn cảnh của em rồi đấy, em không thể trả được 12 tỷ, số tiền đó chỉ có thể nhờ anh trả thôi.
Vẻ mặt Lý Tân Lan lo lắng, điều đầu tiên nghĩ đến là đẩy hết nợ cho Tôn Chí Kiệt. Sắc mặt Tôn Chí Kiệt âm trầm, quay đầu liếc nhìn Lý Tân Lan, tức giận nói, chẳng phải mới chỉ thua một ván thôi à? Ai nói với em tối nay đã xong, em biết chúng ta sẽ không thắng lại được số tiền đó nên nhanh như vậy đã bắt đầu nói với anh chuyện trả tiền rồi. Lý Tân Lan nghe Tôn Chí Kiệt nói vậy cũng nhận ra rằng vừa nãy mình hơi lo lắng quá. Nhưng bây giờ họ đã hết tiền, phải lấy lại số tiền vừa rồi kiểu gì đây? Tôn Chí Kiệt nhìn Lâm Thanh Diện, mày thắng ván này, chúng tao cũng không ngờ, thắng thua là chuyện thường tình, không thể lúc nào chúng tao cũng thắng. Nhưng tao còn chơi chưa đủ, chúng ta chơi tiếp, tao không tin tao vẫn sẽ thua. Lâm Thanh Diện cười nhạo trong lòng, Tôn Chí Kiệt bây giờ giống như một con bạc, một khi bắt đầu thua là sẽ đặt tất cả hy vọng vào ván bài tiếp theo, cứ vậy tạo thành một vòng tuần hoàn. Sở dĩ đám con bạc thua đến nhà tan cửa nát cũng chính vì tâm lý này. Được thôi, các người muốn chơi tiếp thì tôi sẽ theo đến cùng, anh muốn cược bao nhiêu? Lâm Thanh Diện hỏi. Tao cược 60 tỷ, hơn nữa là ván sống chết cuối cùng, tao muốn thắng hết một lần. Tôn Chí Kiệt hét lớn. Anh ta nghĩ ván vừa nãy Lâm Thanh Diện đã dùng hết vận may của tối, theo vận may của anh thì chắc chắn ván sau không thể thắng nữa. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời anh ta nói thì cười. Tôi có thể đồng ý với yêu cầu này của anh, nhưng anh muốn cược 60 tỷ với tôi thì phải đặt tiền một con số tương đương chứ đúng không? Cũng không thể anh không bỏ ra gì đã nói cược 60 tỷ với tôi, như vậy không công bằng. Tôn Chí Kiệt nghe Lâm Thanh Diện nói vậy cũng mới nhớ mình không hề có 60 tỷ để đặt cược. Anh ta đột nhiên lộ ra vẻ mặt sốt ruột, sau đó quay đầu nhìn lão lang hỏi, anh có 60 tỷ không, cho tôi vay, lát nữa tôi thắng sẽ trả cho anh. Lão lang cười nói, 12 tỷ vừa nãy đã là toàn bộ tài sản của tôi rồi, tôi lấy đâu ra 60 tỷ nữa. Tôn Chí Kiệt thầm mắng trong lòng, cảm thấy nếu mình cược tiếp thì sẽ thắng được số tiền đã mất, nhưng vì không có tiền đặt cược nên Lâm Thanh Diện sẽ không chơi cùng anh ta, trong lòng hắn lại khó chịu. Lâm Thanh Diện thấy anh ta như vậy thì cười nói, tôi nghe nói nhà anh mở công ty, nếu anh cược công ty nhà anh thì có lẽ tôi sẽ đánh cược với anh một ván. Tôn Chí Kiệt nghe thấy lời Lâm Thanh Diện nói thì lập tức trợn to mắt nói, mày nghĩ gì đấy? Muốn tao dùng công ty để đặt cược á hả? Lâm Thanh Diện nhún vai nói, anh muốn chơi với tôi, 60 tỷ này tôi bảo anh dùng công ty để đặt cược cũng không quá đáng chứ. Hơn nữa công ty anh bây giờ cũng đang khó khăn, nếu không phải nể tình đã chơi với anh cả tối thì dù anh có đưa tôi cả công ty anh, tôi cũng chẳng lấy. Tôn Chí Kiệt ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, bây giờ tiền đặt cược của họ đã lên 60 tỷ. Quả thực có thể sánh được với công ty nhà anh ta rồi. Anh ta cắn răng rồi nói, được, vậy tao lấy công ty nhà tao ra cược với mày, nhưng công ty chúng tao có giá thị trường là 90 tỷ, tao chỉ có thể lấy 2/3 cổ phần công ty để cược với mày thôi. Lâm Thanh Diện cười hỏi, anh làm chủ được công ty nhà anh à? Tôn Chí Kiệt cười khẩy, công ty nhà tao, ba tao là người có tiếng nói cuối cùng, nhưng tao biết ông ấy để con giấu công ty ở đâu, mà tao có thể bắt chước nét chữ của ông ấy. Chuyển nhượng cổ phần cũng không thành vấn đề. Nhưng mày đừng có hy vọng, tao nhất định sẽ thắng mày ván tới này. Lâm Thanh Diện không để tâm đến lời nói của anh ta, anh nói, vậy bây giờ anh hãy làm một bản thỏa thuận, làm rõ vấn đề chuyển nhượng cổ phần, sau đó đặt bản thỏa thuận lên bàn. Nếu anh thắng thì anh có thể rút lại thỏa thuận, coi như không có gì, nếu tôi thắng thì tôi sẽ ký tên vào bản thỏa thuận, đến lúc đó 2/3 cổ phần công ty nhà anh sẽ là của tôi. Tôi cần một người làm chứng chuyên nghiệp nữa, anh có đồng ý với việc này không? Tôn Chí Kiệt gật đầu, thầm nghĩ dù sao cuối cùng cũng là mình thắng, làm mấy thứ này cũng chỉ để được chơi tiếp thôi, anh ta sẽ không mất gì. Để giành lại 60 tỷ đến tay nhưng lại không cánh mà bay, Tôn Chí Kiệt lập tức đến công ty làm một bản thỏa thuận, sau đó lại tìm đến một người làm chứng chuyên nghiệp, làm một bản báo cáo chứng nhận. Anh ta mang bản thỏa thuận và bản báo cáo chứng nhận trở lại khách sạn Continental. Ném hai thứ đó lên bàn rồi nói tiền cược đã có rồi, mau bắt đầu đi. Lâm Thanh Diện cầm bản thỏa thuận và bản báo cáo lên đọc qua rồi cười nói, được, chúng ta đánh thêm ván nữa. Vẻ mặt Tôn Chí Kiệt rất tự tin, anh ta tin lần này mình nhất định sẽ thắng được Lâm Thanh Diện. Đến lúc đó, 60 tỷ lại về tay anh ta. Hai người cùng lắc xúc xắc, Tôn Chí Kiệt nóng lòng mở cốc xúc xắc ra, nhìn vào trong thấy là 4 tam, 1 ngũ. Lòng anh ta bắt đầu hoang mang, con số này không lớn lắm. Lâm Thanh Diện cũng chậm rãi mở cốc xúc sắc của mình ra, mọi người nhìn thấy vài lần tam trước, lòng Tôn Chí Kiệt lập tức ổn định lại, cho rằng số điểm của Lâm Thanh Diện cộng lại có thể sẽ không lớn hơn mình.
Lâm Thanh Diện mở hết cốc xúc sắc ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Bên trong là bốn tam, một ngũ. Vừa vặn lớn hơn Tôn Chí Kiệt một điểm. Chương 1047, kết cục. Sau khi nhìn thấy điểm của Lâm Thanh Diện, Tôn Chí Kiệt đập bàn đứng dậy. Mẹ nó, mày chơi tao, sao có thể vừa vặn lớn hơn tao một điểm chứ? Lý Tân Lan cũng không ngờ ván cuối này vẫn là Lâm Thanh Diện thắng, hơn nữa còn chỉ hơn Tôn Chí Kiệt một điểm. Mặt cô ta lập tức đen như than, lần này họ chẳng những không lấy lại được số tiền trước đó mà công ty nhà Tôn Chí Kiệt cũng mất trắng. Cô ta vừa nghe Tôn Chí Kiệt mắng thì cũng hét lên theo, đúng thế, chắc chắn anh đã động chân động tay vào rồi, ván này không tính, chúng ta chơi lại. Lúc này Lâm Thanh Diện đã khôi phục thái độ lúc trước, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người họ, mục đích tối nay của anh đã đạt được, đương nhiên không cần tiếp tục diễn nữa. Trên bàn đánh bạc làm gì có chuyện chơi lại, tôi thắng thì mọi người nói tôi động chân động tay, khi hai người thắng, tôi không nói gì phải không? Tôn Chí Kiệt hai mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Thanh Diện. Bây giờ công ty ba anh ta đã bị anh ta cược thua rồi, nếu để ba biết chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh ta, cho nên dù biết mình thua, Tôn Chí Kiệt cũng không muốn thừa nhận. Mày cố ý, bây giờ tao mới nghĩ lại, lúc nãy mày nhường chúng tao thắng là vì để chúng tao bỏ tiền vốn lớn hơn, sau đó chờ đến cuối cùng thì lật kèo, chắc chắn đều do mày sắp xếp, nếu không sao có chuyện đúng lúc có người ở đây cho chúng tao vay tiền. Tôn Chí Kiệt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười nói, cho dù là tôi sắp xếp thì sao? Các người tình nguyện đặt cược, điều này oán trách tôi được à? Tôn Chí Kiệt thấy Lâm Thanh Diện thẳng thắn thừa nhận thì trong lòng đột nhiên bùng lên lửa giận, chửi bới, con mẹ mày, tao cho mày mặt mũi đúng không? Mày mau trả lại tiền cho chúng tao, nếu không đừng trách tao không khách sáo với mày. Lâm Thanh Diện cong môi, sau đó cầm bản thỏa thuận chuyển nhượng, giấy chứng nhận và hai tấm thẻ ngân hàng trên bàn lên rồi nói với mấy người lão lang. Cất số tiền mặt này đi giúp tôi, anh nhận lấy 9 tỷ, số tiền còn lại quyên góp vào cô nhi viện cho tôi, nhiệm vụ hôm nay của mọi người đã kết thúc. Hai người họ nợ anh 12 tỷ, đừng quên đấy, nhớ giục kịp thời. Lão lang gật đầu, mặt đong đầy ý cười, vội bảo đàn em của mình cầm số tiền mặt trên bàn lên. Mặc dù 12 tỷ anh ta cho vay là tiền thật, nhưng Lâm Thanh Diện trả cho anh ta 9 tỷ, tương đương với việc anh ta chỉ cho vay 3 tỷ mà thôi. Hơn nữa anh ta vẫn sẽ đòi 12 tỷ này từ Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan, nếu sau này đòi được thì Lâm Thanh Diện cũng không lấy. Cho dù bây giờ Tôn Chí Kiệt đã cược hết công ty của ba mình, nhưng chắc chắn anh ta vẫn còn nhà, mà đã có thỏa thuận thì không sợ không đòi lại được. Nói chung anh ta vẫn kiếm được tiền. Tôn Chí Kiệt thấy mấy người lão lang bắt đầu thu tiền thì quính lên, hét lớn, mẹ mày, mày không hiểu lời tao nói à? Tao bảo mày trả tiền lại cho tao. Nếu hôm nay mày dám lấy đi một đồng thì tao đảm bảo sẽ không tha cho mày đâu. Lâm Thanh Diện mỉm cười liếc nhìn hắn, vậy ư, tùy anh. Tôn Chí Kiệt gần như phát điên, anh ta không ngờ sau khi Lâm Thanh Diện thắng lại trở nên kiêu ngạo đến vậy. Anh ta quay đầu liếc nhìn mấy tên côn đồ mà mình thuê tới rồi nói, mau giúp tôi cho chúng một bài học, xong việc tôi sẽ chia cho anh một nửa số tiền. Tên côn đồ nghe vậy thì hai mắt sáng lên, sau đó nhìn về đám người Lâm Thanh Diện, đang định ra tay. Lúc này Lâm Thanh Diện đi tới trước tên côn đồ, nói chuyện của chúng tôi, anh đừng nhúng tay vào. Nói xong anh giơ tay đánh vào gáy anh ta, tên côn đồ lập tức ngất xỉu. Mọi người đều không nhìn ra Lâm Thanh Diện làm thế nào, tốc độ của anh thực sự quá nhanh. Tôn Chí Kiệt không thể tin được, tên côn đồ hắn mời về có thể một đấu 10 đấy. Bây giờ lại bị Lâm Thanh Diện dễ dàng giải quyết như vậy. Lý Tân Lan thấy vậy thì tuyệt vọng, biết dù hôm nay muốn thất hứa cũng không được nữa. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta nợ 12 tỷ, bây giờ công ty anh cũng đã mất, chúng ta lấy gì để trả đây? Thiên Long gần như sắp khóc đến nơi. Tôn Chí Kiệt quay lại nhìn Lý Tân Lan nói, con mẹ nó, hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Chuyện hôm nay nếu không có cô thì sẽ không xảy ra. Cô tự trả 12 tỷ này đi, ông đây không có tiền. Lý Tân Lan trợn tròn mắt khi nghe Tôn Chí Kiệt bảo một mình đền tiền. Bây giờ họ đã không còn nói đến tình cảm yêu đương nữa, chỉ nghĩ cách bảo vệ bản thân. Bản thỏa thuận đó hai chúng ta cùng ký tên, anh bảo tôi trả thì tôi phải trả à? Tôi nói cho anh biết, có bản thỏa thuận ở đó, anh đừng mong chạy thoát. Lý Tân Lan cũng không giả vờ nữa, vạch mặt với Tôn Chí Kiệt. Tôn Chí Kiệt cắn răng nghiến lợi nhìn Lý Tân Lan, sau đó tát lên mặt ả rồi chửi bới, mẹ kiếp, tất cả đều vì ả tiện nhân mày, công ty ba tao đã mất trắng, bây giờ còn nợ 12 tỷ.
mày đúng là sao chổi mà, mắt tao mù nên mới tìm con bạn gái ngu ngốc như mày. Bây giờ anh oán trách tôi, sao lúc ở trên giường anh không nói thế? Bây giờ xảy ra chuyện thì anh lại trở mặt, anh cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Lý Tân Lan cũng không khách sáo mà hét vào mặt Tôn Chí Kiệt. Lão lang nhìn hai người cãi nhau thì mỉm cười đứng vào giữa hai người, anh ta nói, có chuyện gì chúng ta nói chuyện đàng hoàng, đừng cãi nhau nữa. Mặc dù AH đã mất công ty nhưng hẳn là vẫn còn nhà đúng không? Giá nhà đất ở thành phố Y đắt như thế, chỉ cần bán nhà đi là gom được mà. Hơn nữa, cho dù bán nhà đi vẫn chưa đủ thì chẳng phải hai người vẫn còn 1/3 cổ phần công ty đó ư. Bán nốt số cổ phần đi chắc cũng đủ. Nếu vẫn không được thì để cô ta ra ngoài bán cũng được, chỉ cần cố gắng một người tiếp mấy chục khách thì chắc không bao lâu là đủ trả thôi. Vừa nói lão lang vừa nhìn chằm chằm Lý Tân Lan. Sắc mặt Lý Tân Lan thay đổi, hét lên với lão lang, anh nói lung tung gì đấy. Anh mới đi bán ấy. Mắt Tôn Chí Kiệt sáng lên, tôi đồng ý, tôi bán cô ta cho anh muốn bảo cô ta làm gì cũng được, chỉ cần đừng bắt tôi trả tiền là được. Lý Tân Lan không thể ngờ Tôn Chí Kiệt lại nói ra câu này, cắn răng nhìn anh ta rồi chửi, đồ vô liêm sỉ, vì chút tiền này mà anh bán tôi đi. Tôn Chí Kiệt hừ lạnh, 12 tỷ, tôi trả 6 tỷ là được rồi, 6 tỷ còn lại cô tự trả. Với tiền lương của cô, rồi làm gái nữa mới trả được, cho nên vì sao không bán cô luôn. Lâm Thanh Diện nhìn hai người tranh cãi, trên mặt cũng nở nụ cười trào phúng, thầm nghĩ bản chất con người đôi khi cũng thật kỳ lạ, chưa đến phút cuối cùng thì không biết một con người sẽ biến thành thế nào. Anh liếc nhìn Trịnh Tú Tú, chúng ta đi thôi, ở đây hết chuyện của chúng ta rồi. Chương 1048, cho dù là thiên đường hay địa ngục. Từ khách sạn Continental đi ra, Trịnh Tú Tú cảm thấy hơi mờ mịt. Mọi chuyện xảy ra tối nay trong mắt cô cứ như một giấc mơ, cô không ngờ Lâm Thanh Diện lại bảo Tôn Chí Kiệt đánh cược cả công ty của nhà, Lý Tân Lan cũng phải gánh món nợ vài tỷ trên lưng, còn đáng sợ hơn 2 tỷ 4 của cô trước kia nhiều. Mà Tôn Chí Kiệt còn có ý định bán Lý Tân Lan đi, nếu Lý Tân Lan không trả tiền thì dù bản thân cô ta không muốn, e rằng lão lang cũng sẽ ép cô ta trả. Dù thế nào thì đời này của Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan cũng kết thúc rồi. Cho đến lúc này, cô mới nhận ra thủ đoạn của Lâm Thanh Diện đáng sợ đến mức nào, anh muốn tiêu diệt một người thì anh sẽ có rất nhiều cách, hơn nữa còn có thể khiến hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt ngoan ngoãn cắn câu. Thở dài một hơi thật dài, không nghĩ những chuyện linh tinh này nữa, cô cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết. Đi trên đường, Lâm Thanh Diện hỏi Trịnh Tú Tú, cô học đại học chuyên ngành gì? Trịnh Tú Tú sửng sốt trong giây lát, không biết vì sao Lâm Thanh Diện lại hỏi vấn đề này. Tôi học quản lý khách sạn nhưng sau khi tốt nghiệp thì lại không làm về ngành này. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, vậy thì tốt, ngày mai cô tới khách sạn Intercontinental một chuyến đi, tôi bảo bọn họ sắp xếp công việc cho cô, như vậy sau này cô sẽ có chỗ đứng ở đây. Trịnh Tú Tú lập tức mở to mắt, không thể tin được nhìn Lâm Thanh Diện, hoàn toàn không ngờ Lâm Thanh Diện hỏi chuyên ngành của cô là để tìm việc cho cô. Quan trọng nhất là, Lâm Thanh Diện bảo cô tới khách sạn Intercontinental làm việc. Đó là khách sạn nổi tiếng nhất thành phố Y. Nghe nói chỉ nhân viên vệ sinh ở đó thôi, lương một tháng đã gấp mấy lần công việc trước đây của cô rồi. Giọng điệu Lâm Thanh Diện khi nói điều này giống như khách sạn Intercontinental là của anh vậy, anh có thể sắp xếp công việc ở đó chỉ bằng một câu nói. Nhưng sau khi được thấy thủ đoạn của Lâm Thanh Diện, bây giờ cho dù anh nói khách sạn Intercontinental là của anh thì Trịnh Tú Tú cũng không nghi ngờ. Vậy sao được? Khách sạn Intercontinental là khách sạn tốt nhất thành phố Y, tôi làm gì có tư cách làm việc ở đó. Trịnh Tú Tú vội nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười, cô là bạn thân của Bích Hoài, chỉ điều này thôi cũng là đủ rồi. Trịnh Tú Tú đột nhiên không biết phải phản bác thế nào, cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể vào khách sạn hàng đầu để làm việc chỉ vì là bạn thân của Hứa Bích Hoài. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, ngày mai cô tới khách sạn Intercontinental sớm một chút. Hành trình của chúng tôi cũng coi như kết thúc ở đây, có lẽ ngày mai phải đi rồi. Lâm Thanh Diện nói. Lần này Trịnh Tú Tú không nói gì, chỉ gật đầu với Lâm Thanh Diện. Đồng thời cô cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm việc chăm chỉ, sau này báo đáp hai vợ chồng Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Sau khi dặn dò Trịnh Tú Tú xong, Lâm Thanh Diện bắt taxi về khách sạn Intercontinental. Sau khi về, anh kể lại những chuyện xảy ra tối nay cho Hứa Bích Hoài nghe. Sau khi Hứa Bích Hoài nghe thấy kết cục của Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm, hai người này hại Trịnh Tú Tú thành ra như thế, kết cục này đã coi như hời cho họ rồi.
Hứa Bích Hoài không có ý kiến gì về việc Lâm Thanh Diện định sắp xếp Trịnh Tú Tú đến làm việc tại khách sạn Intercontinental, dù sao Trịnh Tú Tú cũng là bạn học thân nhất của cô, nếu cuộc đời Trịnh Tú Tú không có thất bại này thì có lẽ cô sẽ không giúp cô ấy, dù sao mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Nhưng bây giờ Trịnh Tú Tú đang sa sút tinh thần như thế, cuộc đời cô ấy đã bị Lý Tân Lan phá hỏng, đương nhiên cô muốn giúp Trịnh Tú Tú có một cuộc sống bình thường. Sau đó hai người bàn bạc chuyện về nhà, Hứa Bích Hoài cũng cảm thấy lần này mình ra ngoài đã lâu nên quyết định ngày mai sẽ về. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Tú Tú đến trước cửa khách sạn Intercontinental, Lâm Thanh Diện cho người đón cô ấy vào rồi nhờ quản lý giúp đỡ. Đương nhiên quản lý không dám làm trái ý anh, người này được Lâm Thanh Diện đề cử, anh ta cũng không dám giao cho chức vụ quá thấp, thậm chí còn muốn để Trịnh Tú Tú làm phó giám đốc. Trịnh Tú Tú nghe quản lý nói định cho mình làm phó giám đốc thì giật nảy mình, cô lập tức từ chối. Cô biết bản thân mình ở đâu, vị trí phó giám đốc với cô mà nói thật sự là quá cao. Thấy Trịnh Tú Tú từ chối, quản lý không còn cách nào khác bèn sắp xếp cho cô một vị trí công việc tương đối nhẹ nhàng mà lương vẫn cao, muốn cho cô cơ hội thăng chức sau này. Giải quyết xong chuyện của Trịnh Tú Tú, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cũng thu dọn đồ đạc rồi ra sân bay. Trịnh Tú Tú đi cùng họ suốt chặng đường, trên đường đi nói rất nhiều lời thật lòng xuất phát từ nội tâm, cuối cùng cô ấy còn bật khóc. Hứa Bích Hoài biết mọi sự bất bình, uất ức trong lòng cô ấy đã được giải tỏa nên an ủi cô ấy một chút. Cuối cùng, gia đình ba người lên máy bay trong ánh mắt biết ơn của Trịnh Tú Tú và rời khỏi thành phố Y. Sau khi về Kinh Đô, Lâm Thanh Diện cũng hiểu đã đến lúc mình đi tìm sư phụ rồi. Anh nói chuyện này với Hứa Bích Hoài, cô không phản đối, chỉ là muốn anh ở lại với hai mẹ con lâu hơn. Đương nhiên Lâm Thanh Diện không thể từ chối yêu cầu của cô. Sau khi về Kinh Đô, anh ở nhà thêm một tuần. Trong một tuần này, anh không làm chuyện gì khác chỉ ở bên hai mẹ con Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc. Buổi tối trước khi đi, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng nhau xem phim Titanic. Sau khi xem xong, Hứa Bích Hoài đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô nhìn Lâm Thanh Diện rồi hỏi, con người không bao giờ biết được ngày mai và tai họa, cái nào sẽ đến trước. Lâm Thanh Diện, anh nói xem có khi nào một ngày nào đó anh đi rồi, em không đợi được anh về nữa không? Lâm Thanh Diện thấy Hứa Bích Hoài đột nhiên có cảm xúc này thì sợ chán cô, tai họa chỉ là số ít, trên đời hầu hết mọi người đều bình an sống hết cuộc đời của mình, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy nếu sau khi anh về không còn gặp lại em nữa thì sao? Hứa Bích Hoài lại hỏi. Như vậy thì dù em đi đâu anh cũng theo em tới đó, cho dù là thiên đường hay địa ngục. Lâm Thanh Diện nghiêm túc nói. Hứa Bích Hoài lập tức đánh vào ngực Lâm Thanh Diện, em không cho phép. Nếu một ngày nào đó em thật sự ra đi, anh cũng không được đi theo em, anh còn phải chăm sóc Nặc Nặc. Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, chuyển chủ đề, yên tâm, anh sẽ không để mẹ con em xảy ra chuyện gì đâu. Sau khi thu xếp xong chuyện nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện bắt tay vào hành trình đi tìm sư phụ. Trước khi đi anh hỏi hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân có muốn đi cùng anh hay không? Hai người nói nhiệm vụ của họ là bảo vệ hai mẹ con Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc. Mà sư phụ đã dạy hết những thứ có thể dạy cho họ rồi nên có đi tìm hay không cũng vậy. Lâm Thanh Diện cũng không ép buộc, một mình rời khỏi nhà họ Lâm. Kiếp nạn mà sư phụ nói đến giờ Lâm Thanh Diện vẫn chưa biết là gì, cho nên anh không biết lần này mình đi là lành hay dữ. Hy vọng mọi chuyện có thể gặp dữ hóa lành, Lâm Thanh Diện lẩm bẩm tự nói. Chương 1049, đảo nhỏ ở nước ngoài. Ở nước ngoài. Trước một hòn đảo nhỏ chưa được khai phá có một chiếc thuyền đánh cá đến đây, trên thuyền chính là Lâm Thanh Diện đã đi qua nhiều nơi, đổi nhiều loại phương tiện giao thông, cuối cùng cũng đến nơi. Nhìn hòn đảo có vẻ hoang vắng này, Lâm Thanh Diện thầm thở dài một hơi, anh tìm vùng biển theo địa chỉ mà sư phụ đưa, sau mấy ngày cuối cùng cũng tìm được hòn đảo nhỏ này. Vì lý do này anh đã mua luôn một chiếc thuyền đánh cá, nếu không sẽ không thể tìm được nơi này. Sau khi thả neo thuyền đánh cá vào bờ, Lâm Thanh Diện xuống thuyền rồi bước lên hòn đảo nhỏ. Mặc dù nhìn từ xa, hòn đảo này không lớn lắm nhưng sau khi bước lên hòn đảo, Lâm Thanh Diện mới phát hiện diện tích của nó lớn hơn rất nhiều so với anh nghĩ, ít nhất cũng lớn bằng vài thị trấn. Lúc đầu sư phụ chỉ bảo anh đến hòn đảo này tìm ông ấy chứ không nói lên đảo rồi phải liên lạc với ông thế nào, cho nên Lâm Thanh Diện muốn tìm sư phụ thì phải đi dạo quanh đảo. Mặc dù phạm vi thần niệm của Lâm Thanh Diện đã tăng lên rất nhiều cùng với thực lực của anh. Nhưng phạm vi tối đã chỉ là 500 mét, còn lâu mới có thể bao phủ toàn bộ hòn đảo. Lúc này anh không chỉ cảm khái,
nếu phạm vi thần niệm của mình đủ lớn để có thể bao phủ cả hòn đảo thì anh sẽ tìm được vị trí của sư phụ chỉ trong chốc lát. Để không lãng phí thần hồn lực, Lâm Thanh Diện không dùng thần niệm để tìm sư phụ, dù sao phạm vi 500 mét thì dùng mắt thường cũng vậy. Một mình đi anh trên đảo rất lâu cũng chẳng thấy bóng người nào, địa hình hòn đảo rất phức tạp, có rất nhiều cây cao mà Lâm Thanh Diện chưa từng thấy, cây tre khuất tầm nhìn nên công tác tìm kiếm của Lâm Thanh Diện cũng trở nên khó khăn hơn. Một lúc sau, Lâm Thanh Diện nghe thấy có tiếng nước chảy nên vội vàng đi về phía trước, vừa băng qua khu rừng cao thì thấy có một con suối. Không biết đầu nguồn của dòng suối ở đâu, nhưng trông nó có vẻ là một dòng suối nước ngọt. Đương nhiên đây không phải mấu chốt là Lâm Thanh Diện nhìn thấy một cô gái tóc dài đang tắm dưới suối. Cô gái đó rất đẹp, dáng người kiêu hãnh, dưới dòng nước lại càng thêm quyến rũ, ngay cả Lâm Thanh Diện khi nhìn thấy cũng cảm thấy không kiềm chế được. Cô gái đang nghịch nước trong dòng suối, không để ý XNG quanh, khi cô quay đầu về phía Lâm Thanh Diện, thấy anh đang nhìn mình chăm chú thì lập tức hét lên, vội vã lấy tay che người. Lâm Thanh Diện nhận ra tình hình không ổn nên vội quay đi, không nhìn cô gái nữa. Anh là ai? Sao lại nhìn lén tôi tắm? Giọng nói hơi tức giận của cô gái vang lên. Lâm Thanh Diện hấp tấp giải thích, xin lỗi cô, tôi tới để tìm sư phụ, vừa nãy tôi không biết cô đang tắm, vô tình nhìn thấy thôi. Tìm sư phụ anh là ai? Cô gái hỏi lại. Lục Diên Thọ, Lâm Thanh Diện trả lời. Cậu là Lâm Thanh Diện? Cô gái hỏi thẳng. Lâm Thanh Diện chợt cảm thấy hơi lạ, muốn quay đầu nhìn cô, nhưng vừa quay được một chút thì thấy cô ấy vẫn đang dưới nước, chưa mặc quần áo nên lại vội quay đi. Sao cô biết tôi là Lâm Thanh Diện? Lẽ nào cô biết sư phụ tôi? Lâm Thanh Diện hỏi. Anh nghe thấy tiếng cô gái bước ra từ trong nước, bây giờ chắc cô ấy đang mặc quần áo. Hừ, tôi cũng là đồ đệ của sư phụ, đương nhiên phải biết sư phụ rồi, bình thường sư phụ hay khen cậu trước mặt chúng tôi còn tưởng cậu là thiên tài tuyệt thế, không ngờ cũng chỉ là một kẻ lưu manh. Giọng nói tức giận của cô gái lại vang lên. Lâm Thanh Diện chợt có cảm giác oan uổng, tôi thật sự chỉ vô tình nhìn thấy thôi, chứ không phải cố ý. Đừng giải thích nữa, đám đàn ông các cậu ngay cả những lời nói dối cũng giống nhau, rất nhiều sư huynh của tôi cũng thường nói câu cậu vừa nói. Cô gái lại nổi giận đùng đùng. Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi bất đắc dĩ, xem ra không thể giải thích với cô gái này, nhưng từ lời cô nói, Lâm Thanh Diện có thể phán đoán ra, có lẽ có rất nhiều người thường lén nhìn cô tắm. Mà vừa nãy cô cũng nói cô là đồ đệ của sư phụ, lẽ nào đây là sư tỷ hay sư muội của mình? Ngoài cô ấy ra, hình như trên đảo còn có rất nhiều đồ đệ khác nữa của sư phụ. Trước kia Lâm Thanh Diện đã biết sư phụ là người thích nhận đồ đệ, cho dù đi đến đâu, chỉ cần phù hợp thì sư phụ đều sẽ thu nhận rồi truyền dạy một vài bản lĩnh. Khi ấy Lâm Thanh Diện cũng quen một vài sư huynh đệ, nữ đồ đệ sư phụ nhận thì đây là lần đầu tiên anh thấy. Xem ra anh vẫn hiểu biết rất ít về sư phụ. Một lúc sau, cô gái mặc quần áo xong thì bực bội nói, tôi mặc quần áo xong rồi, cậu có thể quay lại. Lúc này Lâm Thanh Diện mới quay lại nhìn cô gái. Vì cô chưa lau người nên quần áo mặc vào cũng dính hết vào người, mà bây giờ lại là mùa hè, quần áo cũng không dày cho nên dáng người cô bỗng trở nên cực kỳ nổi bật, lồi lõm rõ ràng. Tóc cô còn ướt, trông rất quyến rũ. Thật xin lỗi, tôi xin lỗi vì hành vi vừa nãy của mình. Cô nói cô cũng là đồ đệ của sư phụ, không biết tôi nên gọi cô là sư tỷ hay sư muội. Lâm Thanh Diện hỏi. Cô gái lườm anh rồi nói, tôi là Bạch Chỉ, là sư tỷ của cậu. So với đám sư huynh của cậu thì cậu cũng hơi khác biệt, nhìn lén xong rồi còn biết xin lỗi, còn bọn họ đánh chết cũng không thừa nhận. Lâm Thanh Diện dở khóc dở cười, anh thật sự không muốn nhìn lén, nhưng chuyện này càng giải thích càng giống anh muốn che giấu, cho nên anh cũng không nói nữa. Sư tỷ có thể dẫn tôi đi tìm sư phụ không? Lâm Thanh Diện hỏi. Bạch Chỉ xoay người lại rồi nói, đi theo tôi. Lâm Thanh Diện lập tức đi theo, thầm nghĩ Bạch Chỉ bảo anh gọi là sư tỷ, nhưng nhìn từ độ tuổi thì thấy cô ấy cũng chỉ tầm tuổi anh, có lẽ khi Bạch Chỉ bái sư, tuổi còn rất nhỏ. Sư tỷ, trên đảo này có bao nhiêu người vậy? Đều là đồ đệ của sư phụ sao? Lâm Thanh Diện vừa đi vừa hỏi. Tính cả sư phụ thì trên đảo tổng cộng có 31 người. Chúng tôi có 30 người, đều là đệ tử của sư phụ, bây giờ thêm cậu nữa là 32. Bạch Chỉ nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, không ngờ trên đảo lại có 30 đệ tử của sư phụ, con số này vẫn nằm ngoài dự đoán của anh. Hai người rời khỏi con suối, đến một con đường nhỏ, lúc này lại có một cô gái chạy về phía này.
So với Ngự tỷ Bạch Chỉ thì cô gái vừa chạy tới này dễ thương hơn, có vẻ mới chỉ 18, 19 tuổi. Cô gái đó thấy Bạch Chỉ đi cùng một người đàn ông lạ mặt, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, cô nói, sư tỷ, chị, không ngờ chị lại dẫn đàn ông hoang dã đi tắm cùng. Chương 1050, Giang Tiểu Nhu. Bạch Chỉ nghe cô gái nói thế thì trợn mắt nhìn cô ấy, Giang Tiểu Nhu, em nói có suy nghĩ không hả? Cái gì gọi là chị dẫn đàn ông hoang dã đi tắm cùng? Lâm Thanh Diện đứng bên cạnh mà mặt cũng đen xì, thầm nghĩ mạch não mấy người trên đảo này cũng hơi lạ, vừa rồi bị hiểu nhầm là nhìn trộm người ta tắm. Bây giờ lại bị coi là đàn ông hoang dã. Cô gái tên Giang Tiểu Nhu kia nghiêm mặt nói, em chưa bao giờ nhìn thấy người này trên đảo, lẽ nào anh ta không phải đàn ông hoang dã? Hơn nữa chị đi cùng với anh ta từ nơi chúng ta hay tắm hàng ngày về, hai người không tắm chung thì làm gì? Cô ấy vừa nói xong, trong đầu lập tức nghĩ tới một khả năng. Sau đó má hiện lên một vệt ửng hồng, nhìn chằm chằm Bạch Chỉ, ôi trời ơi, sư tỷ, lẽ nào bình thường nhiều sư huynh theo đuổi chị như vậy, chị không để ý là vì chị lén giấu đàn ông hoang dã. Bạch Chỉ thấy Giang Tiểu Nhu càng nói càng không hợp lẽ thường, mặt cô cũng hơi ửng hồng, sau đó tức giận nói, nếu em còn nói lung tung nữa thì đừng trách chị không khách sáo. Ai ya, sư tỷ, chị bị em vạch trần bí mật nên chột dạ à. Giang Tiểu Nhu cười xấu xa. Giang Tiểu Nhu là đồ đệ nhỏ tuổi nhất trong số rất nhiều đồ đệ của Lục Diên Thọ, lại thêm là con gái, tính tình tinh quái nên rất được lòng mọi người, cho nên mọi người trên đảo đều rất chiều chuộng cô. Vì vậy nên Giang Tiểu Nhu nói năng không kiêng kỵ gì, nghĩ gì nói đó, dù sao mọi người cũng sẽ không giận cô. Bạch Chỉ nghe thấy lời cô ấy thì lập tức vọt về phía trước, tốc độ cực nhanh làm cho Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi kinh ngạc. Thực lực của Bạch Chỉ đã đạt tới đỉnh phong tông sư cảnh. Không hổ danh là đồ đệ được sư phụ mình dạy dỗ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu ở thế giới bên ngoài thì chắc chắn Bạch Chỉ sẽ được mọi người đối xử như con cưng của trời cao. Giang Tiểu Nhu thấy Bạch Chỉ xông tới thì xoay người chạy, tốc độ cũng không hề chậm hơn Bạch Chỉ. Lâm Thanh Diện cảm nhận được khí thế trên người cô ấy, phát hiện thực lực của cô ấy cũng đã ở tông sư cảnh. Điều quan trọng nhất là Giang Tiểu Nhu mới chỉ 18, 19 tuổi. Khi anh bằng tuổi đó vẫn chỉ đi theo sư phụ học mấy chiêu quyền cước lung tung. Bạch Chỉ nói trên đảo có 30 đồ đệ của sư phụ, sau khi thấy thực lực của Bạch Chỉ và Giang Tiểu Nhu, Lâm Thanh Diện có phần nghi ngờ thực lực của 30 đồ đệ này, có lẽ đều trên ngưỡng tông sư cảnh. Hơn nữa ở đây Bạch Chỉ và Giang Tiểu Nhu chỉ là sư muội, chắc trong số những sư huynh kia sẽ có người đạt tới cao thủ hóa cảnh. Với sự hiểu biết sâu sắc của mình về sư phụ, Lâm Thanh Diện càng cảm thấy sư phụ mình thật kinh khủng. Cao thủ tông sư cảnh ở thế giới bên ngoài đã được coi là xưng bá một phương, mà trong số đệ tử của sư phụ lại chỉ có thể coi là điều kiện cơ bản nhất. Khi sư phụ nói Lâm Thanh Diện đã đạt tới cảnh giới hóa cảnh, anh cảm thấy chắc thực lực của sư phụ đang ở hóa cảnh. Nhưng bây giờ suy nghĩ của anh lại biến động, trong đám đệ tử sư phụ đào tạo, nếu đã đều là cao thủ hóa cảnh thì thực lực của ông ấy chắc phải tới thần cảnh rồi. Trong chốc lát, Bạch Chỉ đã đuổi kịp Giang Tiểu Nhu, đồng thời dạy dỗ cô ấy một cách nghiêm khắc. Giang Tiểu Nhu vội cầu xin tha thứ và hứa rằng sẽ không bao giờ nói lung tung nữa, lúc này Bạch Chỉ mới tha cho cô ấy. Lâm Thanh Diện nhìn hai người nô đùa, trong lòng chợt thấy ghen tị với cuộc sống trên đảo của họ, mặc dù nơi đây không tiện nghi như ở thành phố nhưng sự yên tĩnh và thoải mái ở đây thì thành phố không thể so bì. Sau khi ngừng giỡn, Giang Tiểu Nhu nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, sư tỷ, người này không phải đàn ông hoang dã thì là ai? Cậu ta là Lâm Thanh Diện mà sư phụ thường nói đó, hôm nay cậu ta tới đảo lần đầu, không hiểu tình hình trên đảo nên mới đi nhầm về phía khe suối. Bạch Chỉ giải thích, Giang Tiểu Nhu lập tức quan sát Lâm Thanh Diện, hai mắt đều là vẻ tò mò. Anh chính là Lâm Thanh Diện, mau cho tôi xem, bình thường sư phụ luôn khen anh, cuối cùng hôm nay tôi cũng được thấy người thật, để tôi xem anh có gì khác với những sư huynh kia. Giang Tiểu Nhu chạy tới trước mặt Lâm Thanh Diện, quan sát anh từ trên xuống dưới. Dáng vẻ đó như muốn cởi quần áo Lâm Thanh Diện ra rồi cẩn thận quan sát. Lâm Thanh Diện bị Giang Tiểu Nhu nhìn chằm chằm như vậy thì hơi khó chịu, vì vậy anh nói, thật ra tôi không khác gì mọi người, không có gì để nhìn cả. Suy, đồ nhỏ mọn, chỉ nhìn anh vài lần thôi mà. Giang Tiểu Nhu không thoải mái. Ba người cùng nhau đi tiếp, một lát sau Lâm Thanh Diện thấy rất nhiều nhà tranh, nhà gỗ, những ngôi nhà này so le không đồng đều, kiểu dáng khác nhau. Cảm giác có chút hơi thở cuộc sống khác lạ. Phía trước là nơi chúng tôi sinh hoạt, bây giờ chắc sư phụ đang ra ngoài hái thuốc, đến tối mới về. Bạch Chỉ nói với Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện gật đầu, khi khoảng cách tương đối gần, anh phóng thần niệm, bao trùm tất cả các ngôi nhà. Lâm Thanh Diện lập tức nắm được thông tin trong những ngôi nhà này, anh thấy có hơn 20 người, đa phần là nam, chỉ có 2 người là nữ. Thực lực của những người này đều trên tông sư cảnh, phần lớn đều là đỉnh phong tông sư cảnh, thậm chí trong số những người này, Lâm Thanh Diện còn cảm nhận được 3 khí tức cao thủ hóa cảnh, trong đó có một người đã đạt tới thực lực hóa cảnh trung kỳ. Xem ra anh đoán không sai, những đệ tử này của sư phụ đều không đơn giản, bao nhiêu người tông sư cảnh đỉnh phong như vậy, nếu vào nội địa thì e là sẽ tiêu diệt hết võ đạo nước C mất. Chẳng trách năm đó sư phụ lại khinh thường năm đại gia tộc cổ võ đến thế, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đang đi, Giang Tiểu Nhu nhìn thấy cặp sách Lâm Thanh Diện đeo trên lưng, cô đưa tay định mở khóa ra xem bên trong là thứ gì. Lâm Thanh Diện phát hiện ra rồi né tránh, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Nhu rồi hỏi cô muốn làm gì. Giang Tiểu Nhu đáp, tôi xem trong túi anh có gì, lần đầu tiên anh đến không phải nên mang quà tới cho chúng tôi sao? Sao con người anh lại keo kiệt như vậy? Xin lỗi, tôi không biết tình hình ở đây nên không mang theo quà. Lâm Thanh Diện nói, vậy anh cho tôi xem trong túi anh có gì thì có sao? Giang Tiểu Nhu đột nhiên hơi tức giận. Ở trên đảo, cho dù cô muốn xem đồ của ai thì cũng sẽ không bị từ chối, cho nên bây giờ Lâm Thanh Diện không cho cô xem cô mới hơi giận. Lâm Thanh Diện nhìn Giang Tiểu Nhu rồi nói, trong túi đều là đồ dùng cá nhân của tôi, không có gì để xem cả. Thấy Lâm Thanh Diện vẫn không chịu cho mình xem, Giang Tiểu Nhu phồng má tức giận, sau đó lẩm bẩm, hừ, tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi đang rất bực mình, nếu anh không cho tôi xem thì tôi không khách sáo đâu. Lâm Thanh Diện chỉ lắc đầu, không nói gì. Giang Tiểu Nhu thấy phản ứng của Lâm Thanh Diện thì khịt mũi, sau đó chạy nhanh về phía tòa nhà và hét lớn, mọi người mau ra đây xem này, bạn trai của Bạch Chỉ Sư Tỷ đến. Sau này mọi người không còn cơ hội theo đuổi Bạch Chỉ Sư Tỷ nữa đâu. Chương 1051, Người Yêu. Lâm Thanh Diện mắt chữ A miệng chữ O nhìn Giang Tiểu Nhu đang chạy ở phía trước, hoàn toàn không thể ngờ anh không cho cô ta xem đồ trong túi sách, cô ta lại dùng cách này để đối phó anh. Bạch Chỉ cũng có chút không ngờ tới, lén nhìn Lâm Thanh Diện ở bên cạnh, rồi cô hét lên với Giang Tiểu Nhu, Giang Tiểu Nhu. Em ở đó nói năng vớ vẩn gì thế? Từ lúc nào cậu ấy thành người yêu của chị rồi? Giang Tiểu Nhu quay người lại, làm mặt quỷ với Bạch Chỉ, nói, ai bảo anh ta không cho em xem đồ ở trong túi của anh ta chứ? Dù sao người gặp phiền phức cũng là anh ta, sư tỷ đừng để ý đến những chi tiết này. Sau đó cô ta lại nhìn Lâm Thanh Diện, cười xấu xa nói, sư tỷ Bạch Chỉ là nữ thần trong lòng những sư huynh kia, đợi lát nữa mọi người ra rồi, cho anh biết mặt. Lâm Thanh Diện có chút cạn lời. Thầm nghĩ cô nhóc này đúng thật là quá tùy hứng, anh chỉ không cho cô xem đồ trong túi mà thôi, không ngờ cô lại gây phiền phức cho anh như vậy. Bạch Chỉ cũng không còn cách nào khác với Giang Tiểu Nhu, quay sang nhìn Lâm Thanh Diện, nói tính cách con bé như vậy đó, cậu đừng để bụng. Lâm Thanh Diện gật đầu nói, lát nữa giải thích là được rồi. Rất nhanh, những người đang ở trong phòng đợi nghe thấy tiếng hét của Giang Tiểu Nhu liền vội lao ra ngoài như đàn ong vỡ tổ. Người yêu của sư muội Bạch Chỉ đến rồi. Ở đâu, mau cho anh xem. Sư tỷ Bạch Chỉ đã có người yêu rồi sao? Thật hay đùa vậy. Mẹ nó, không ngờ nữ thần của tôi đã có người yêu rồi, vậy sau này tôi phải sống thế nào đây? Chớp mắt, 20 mấy người xông ra, đi đến trước mặt mấy người Bạch Chỉ. Có người nhìn thấy Giang Tiểu Nhu, lập tức hỏi, người yêu của sư muội Bạch Chỉ tới rồi à? Ở đâu? Giang Tiểu Nhu lập tức chỉ sang phía Lâm Thanh Diện, nói chính là tên kia. Mọi người lập tức nhìn về phía Lâm Thanh Diện, hơn 20 cặp mắt lập tức đổ dồn về phía Lâm Thanh Diện. Là truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Giác như còn không bằng tôi, mắt nhìn của sư tỷ Bạch Chỉ có phải hơi kém không? Thật hay, truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Sao? Cô ấy là một nhân vật đẳng cấp nữ thần đó, tìm người yêu, không cứ phải tìm một người thật đẹp trai, nhưng ít nhất cũng phải là một người có năng lực mạnh chứ, tên nhóc này trông rất bình thường mà. Giang Tiểu Nhu thấy mọi người không tin, mau chóng nói tiếp, đương nhiên là thật rồi, em tận mắt nhìn thấy hai người họ cùng nhau đến chỗ Vân Khê tắm đó, mọi người nhìn tóc của sư tỷ Bạch Chỉ xem, vẫn còn ướt kìa. Mọi người đều nhìn sang Bạch Chỉ, thấy tóc cô ấy quả thực vẫn còn ướt. Hơn nữa câu nói đi đến chỗ Vân Khê tắm này, đúng là như một quả bom hạng nặng, mọi người nghe xong lập tức bùng nổ. Em nói cái gì,
hai người họ đi tắm cùng nhau sao? Trời ơi, bình thường anh cũng chỉ dám nhìn trộm vài cái, tên nhóc này lại đã đi tắm chung rồi. Xong rồi, nữ thần của tôi bị làm nhơ rồi, không được, tôi phải giết chết tên nhóc này. Chết tiệt, mối thù cướp vợ, buộc phải trả. Tên nhóc này có điểm tốt gì chứ, tôi phải quyết chiến với anh ta một trận. Một đám đàn ông nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thanh Diện, hận không thể xông lên đánh với anh một trận. Sắc mặt của Bạch Chỉ và Lâm Thanh Diện đen xì, trong lòng không khỏi bội phục thủ đoạn tạo tin đồn của Giang Tiểu Nhu, đúng là thiên hạ vô địch. Bạch Chỉ thấy mọi người đều muốn xông lên quyết chiến với Lâm Thanh Diện, nhanh chóng giải thích với bọn họ, mọi người đừng nghe cô ấy nói bừa, đây là Lâm Thanh Diện, là đệ tử mà sư phụ thường xuyên nhắc tới, tôi và cậu ấy vốn không quen biết, sao cậu ấy có thể là người yêu của tôi được, tại Giang Tiểu Nhu lại thấy buồn chán nữa đó. Giang Tiểu Nhu thấy Bạch Chỉ giải thích, ánh mắt xoay chuyển, vội nói, sư tỷ sợ mọi người gây phiền phức với anh ta nên mới nói như vậy đó, dù Lâm Thanh Diện này mới đến. Nhưng chắc chắn giữa hai người họ đã xảy ra gì đó rồi, nếu không sao em có thể nhìn thấy hai người họ cùng đi ra từ Vân Khê được chứ? Sư tỷ, chị dám nói hai người không cùng nhau đi ra khỏi chỗ Vân Khê không? Nghe thấy câu hỏi này của Giang Tiểu Nhu, Bạch Chỉ nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Chúng tôi cùng đi ra khỏi đó, là vì... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô vẫn chưa nói xong, Giang Tiểu Nhu đã cắt ngang. Mọi người nghe xem, sư tỷ cũng thừa nhận rồi kìa. Bạch Chỉ nghiến răng, thầm nghĩ con nhóc này càng ngày càng nói năng bừa bãi, nếu cô không dạy dỗ lại con bé, sau này con bé sẽ ngang ngược tận trời luôn. Tuy mọi người đều đoán được việc Lâm Thanh Diện là người yêu của Bạch Chỉ là do Giang Tiểu Nhu nói bừa, nhưng hai người cùng nhau đi ra truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Hơi ướt, khiến mọi người không khỏi tưởng tượng thêm. Vào lúc mọi người đều căm hận Lâm Thanh Diện cướp đi nữ thần của bọn họ, có ba người đàn ông đi về phía này. Mọi người thấy vậy, đều lập tức mở đường cho ba người này. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện cũng rơi vào ba người này, ba người họ, chính là ba người thực lực đã đạt tới hóa cảnh mà Lâm Thanh Diện quan sát ban nãy. Người đàn ông đi đầu là một người có gương mặt đầy kiên định và nghị lực, mày kiếm mắt sáng, khoảng 30 tuổi, có thể cảm nhận được sự chín chắn và thận trọng trên người anh ta. Sư huynh Vương Kiếm tới rồi. Cái tên Lâm Thanh Diện e là sắp đen đủi rồi. Sư tỷ Bạch Chỉ là đối tượng lý tưởng trong lòng sư huynh Vương Kiếm đó. Tên Lâm Thanh Diện vừa đến đã có tin đồn như vậy với sư tỷ Bạch Chỉ. Sư huynh Vương Kiếm e là ý nghĩ muốn giết anh ta cũng có rồi. Tôi nghe nói sư huynh Vương Kiếm vốn đã có chút bất mãn với tên Lâm Thanh Diện này. Sư huynh Vương Kiếm là đệ tử có thực lực mạnh nhất dưới trướng sư phụ. Nhưng sư phụ luôn khoe khoang tên Lâm Thanh Diện này trước mặt chúng ta. Sư huynh Vương Kiếm đã muốn phân cao thấp với tên Lâm Thanh Diện này từ lâu rồi. Tên Lâm Thanh Diện này nhìn có vẻ không giỏi bằng tôi, sư huynh Vương Kiếm đã là cao thủ kỳ giữ hóa cảnh rồi, sao anh ta có thể đánh lại sư huynh Vương Kiếm được chứ? Vương Kiếm đưa hai sư đệ kỳ đầu hóa cảnh cùng đến trước mặt Lâm Thanh Diện. Giang Tiểu Nhu nhìn thấy màn này, gương mặt lộ ra sự thích thú, vì ở trên đảo khá nhàm chán, nên cô ta rất thích nhìn thấy xung đột như này. Cậu là Lâm Thanh Diện? Vương Kiếm nhàn nhạt hỏi Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện gật đầu. Cậu và Bạch Chỉ là người yêu của nhau. Vương Kiếm hỏi thẳng. Hiểu lầm mà thôi, Lâm Thanh Diện đáp. Bạch Chỉ lập tức nói với Vương Kiếm, sư huynh, là nhóc Tiểu Nhu đùa dai mà thôi, lời của con bé không lẽ anh cũng tin sao? Vương Kiếm cười với Bạch Chỉ, nói, đương nhiên là anh không tin, sư muội không cần giải thích quá nhiều. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng anh ta vẫn có chút không thoải mái. Dù sao ban nãy Bạch Chỉ cũng thừa nhận rồi, cô và Lâm Thanh Diện cùng nhau đi ra từ chỗ Vân Khê. Mà chỗ đó là nơi chuyên dành cho mấy cô gái trên đảo tắm rửa. Sư đệ Lâm Thanh Diện có thể lên đảo, đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng ban đầu sư phụ cũng đã có quy định, phàm là người lên đảo, buộc phải hoàn thành một thử thách mới có thể ở lại trên đảo, sư đệ Lâm Thanh Diện đương nhiên cũng không ngoại lệ. Không biết sư đệ Lâm Thanh Diện có muốn thực hiện thử thách này không? Vương Kiếm nhìn Lâm Thanh Diện, ánh mắt dần dần hiện lên sự thù địch. Chương 1052, thử thách. Bạch Chỉ nghe thấy lời Vương Kiếm nói, lập tức nhíu mày, hỏi, sư huynh, từ lúc nào thì sư phụ đưa ra quy định như này thế? Khoảng thời gian trước sư phụ mới nói với anh vẫn chưa nói cho mọi người. Vương Kiếm thản nhiên nói. Bạch Chỉ thầm nghĩ, vừa nghe đã biết đây là quy định mà tự Vương Kiếm bịa ra, chỉ để làm khó Lâm Thanh Diện. Cô không ngờ Vương Kiếm lại thật sự làm khó Lâm Thanh Diện,
cảm thấy rất lực. Lâm Thanh Diện cũng nhìn ra tên gọi là sư huynh Vương Kiếm này đang cố ý làm khó mình, xem ra anh ta vẫn thực sự coi anh là tình địch. Giang Tiểu Nhu thích thú nói, đúng đúng đúng, em có biết chuyện này, Lâm Thanh Diện là người mới tới, buộc phải thông qua thử thách, nếu không, thì phải đuổi anh ta ra khỏi đảo. Lâm Thanh Diện trừng mắt với Giang Tiểu Nhu, anh cũng không sợ thử thách gì cả, nếu bọn họ muốn anh phải thử thách, vậy anh cứ nghe theo là được, tránh về sau lại nảy sinh thêm phiền phức gì. Nếu đã như vậy, thì nói một chút về nội dung thử thách đi. Lâm Thanh Diện nhìn Vương Kiếm nói. Thấy Lâm Thanh Diện chấp nhận thử thách, Vương Kiếm cười khẩy, nói, phía bên kia có một cái dương, bên trong là chì, nặng khoảng 2 tấn, khoảng cách đã được đánh dấu phía trước, cậu chỉ cần di chuyển cái dương này về phía trước 5 mét, vượt qua 5 mét, xem như là thành công. Sau khi mọi người nghe thấy Vương Kiếm nói nội dung thử thách đều để lộ ra sắc mặt kinh ngạc. 2 tấn đối với người thường mà nói đã rất nặng rồi, về cơ bản không có người thường nào có thể nâng nổi đồ có trọng lượng nặng như vậy. Nhưng đối với võ sĩ mà nói, tùy theo sự thăng cấp của thực lực, sức lực của cơ thể sẽ càng ngày càng mạnh, tiềm lực trong cơ thể cũng sẽ được khai phá rất nhiều. Vì vậy nâng một vật nặng 2 tấn vẫn là có khả năng. Dù sao lúc tiềm lực của người bình thường bạo phát đến xe ô tô cũng nhấc lên được, những cao thủ luyện nội kình như họ, sao có thể không có chút tiềm lực này được. Có điều muốn trực tiếp nâng thứ đồ 2 tấn này lên, thì vẫn khá là khó khăn, cho dù là cao thủ đạt tới tông sư cảnh muốn nâng lên cũng có chút khó khăn. Cao thủ tông sư cảnh đỉnh phong cũng miễn cưỡng mới có thể nâng đồ nặng 2 tấn về phía trước 5 mét mà thôi. Sở dĩ Vương Kiếm cho Lâm Thanh Diện một thử thách như vậy là để xác nhận rằng Lâm Thanh Diện chắc chắn vẫn chưa đạt tới thực lực tông sư cảnh đỉnh phong. So sánh thì, Bạch Chỉ đã đạt đến trình độ tông sư cảnh đỉnh phong rồi, đương nhiên mọi người sẽ cảm thấy Lâm Thanh Diện không xứng với Bạch Chỉ. Còn về việc đuổi Lâm Thanh Diện ra khỏi đảo, cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Sư huynh Vương Kiếm ác thật đó. Không ngờ lại dùng cách bình thường mà chúng ta kiểm tra thực lực để thử thách Lâm Thanh Diện, không có thực lực đạt tới tông sư cảnh đỉnh phong, sao có thể vác đồ nặng như vậy đi 5 mét được. Đây rõ ràng là khiến tên Lâm Thanh Diện này biết tự mình lượng sức, tuy sư phụ thường xuyên khen tên sư đệ này, nhưng thật sự không nhìn ra cậu ta có gì đặc biệt cả. Đừng nói là 5 mét, tôi cảm thấy đến cái dương này cậu ta cũng khó mà nhấc lên. Sau khi Bạch Chỉ nghe thấy lời Vương Kiếm nói, cô nhíu chặt mày. Nói, sư huynh, anh làm như vậy có phải là làm khó cậu ấy rồi không? Vương Kiếm cười, nói, sư phụ không phải vẫn luôn khen vị sư đệ này sao, anh nghĩ thử thách này với cậu ta mà nói cũng không tính là khó đâu. Tuy Lâm Thanh Diện chấp nhận thử thách không liên quan gì đến Bạch Chỉ, nhưng Vương Kiếm đề nghị thử thách này là vì cô không muốn khiến những sư huynh, sư đệ của cô vì cô mà tranh chấp những thứ vô nghĩa này. Bạch Chỉ nhìn Lâm Thanh Diện, nói thật ra sư phụ vốn không đưa ra thử thách gì cả. Cậu không cần nghe sư huynh Vương Kiếm nói, đợi sư phụ trở về, cậu đi hỏi thẳng sư phụ là được. Sắc mặt Vương Kiếm trầm xuống, nói, sư muội, em quan tâm cậu ta như vậy, chẳng lẽ thật sự có tình cảm gì với cậu ta sao? Bạch Chỉ bất đắc dĩ, nói, sư huynh, anh nghĩ nhiều quá rồi, em với cậu ta mới biết nhau chưa tới 2 tiếng. Vương Kiếm nhếch miệng, anh ta quen biết Bạch Chỉ bao nhiêu năm như vậy cũng chưa từng thấy cô nói đỡ cho anh ta. Lâm Thanh Diện không đợi sư phụ trở về theo lời Bạch Chỉ nói, dù sao nếu làm như vậy sẽ chỉ khiến Vương Kiếm nghĩ ra càng nhiều cách để làm khó anh, không bằng anh trực tiếp chứng minh thực lực của bản thân thì hơn. Anh không nói gì, đi thẳng đến trước cái dương kia. Mau xem, cậu ta đi chuyển cái dương rồi, có một người hét lên một câu. Mọi người lập tức quay đầu sang nhìn. Bạch Chỉ có chút nghĩ không thông tại sao Lâm Thanh Diện lại hành động cảm tính như vậy, rõ ràng chỉ cần đợi sư phụ trở về là có thể giải quyết. Sao cứ phải khiến nó trở nên phức tạp như vậy chứ? Lát nữa nếu mà anh không đi nổi 5 mét, hôm nay lại là ngày đầu tiên anh ta lên đảo, e là mọi người sẽ có ấn tượng không tốt về anh. Vương Kiếm cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại thật sự dám di chuyển cái dương kia, có điều đây cũng là điều anh ta muốn nhìn thấy, đợi lát nữa Lâm Thanh Diện mất mặt trước mặt mọi người, anh ta cũng không lo Lâm Thanh Diện sẽ tranh giành Bạch Chỉ với mình nữa. Giang Tiểu Nhu thấy Lâm Thanh Diện đồng ý thực hiện thử thách này, sắc mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý. Ai bảo anh không cho tôi nhìn thấy đồ trong túi chứ, bây giờ tiến thoái lưỡng nan rồi đúng không? Sư huynh Vương Kiếm không dễ chọc như vậy đâu, nếu anh sống trên đảo một thời gian dài, vậy thì vui rồi. Lâm Thanh Diện nhìn cái dương trên mặt đất, không lớn, nhưng nếu bên trong có chì, anh vẫn có thể tính toán trọng lượng của cái dương. Mật độ của chì rất lớn, cho dù cái dương bé như vậy cũng sẽ nặng 2 tấn.
Anh không hề do dự, cúi người xuống, hai tay giữ cái dương, huyền kinh trong tay xuất hiện, sau đó anh dùng sức, trực tiếp vác cái dương lên vai. Mọi người thấy vậy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tuy bọn họ cũng có thể nhấc cái dương này lên, nhưng nhấc một cái dương nặng như vậy cũng cần rất nhiều sự chuẩn bị, mà Lâm Thanh Diện lại có thể nhẹ nhàng nhấc lên như vậy. Trời ạ, sức của cậu ta lớn như vậy sao? Cảm giác như cậu ta nhấc cái dương lên không mất sức gì mấy vậy. Có thể là mèo mù gặp phải chuột chết mà thôi, quan trọng còn phải xem cậu ta có thể đi được bao xa. Nói đúng, cái dương nặng 2 tấn đè lên người, muốn đi được cũng rất tốt sức, phải xem cậu ta có thể đi được bao xa rồi nói. Mắt Phương Kiếm cũng híp lại, cảm giác như anh ta đã xem thường Lâm Thanh Diện này rồi. Có điều suy nghĩ của anh ta giống với đa số mọi người, đều cảm thấy Lâm Thanh Diện có thể vác lên được không tính là gì, quan trọng là anh có thể vác được cái dương này đi bao xa. Thực lực của cậu ta không đủ, cho dù có vác lên được, e là cũng không đi được vài bước. Nhưng suy nghĩ này của anh ta vừa xuất hiện, Lâm Thanh Diện đã vác cái dương bắt đầu đi, rất nhanh, anh đã đi được 10 mét. Sau đó anh đặt dương xuống, nhìn Vương Kiếm, hỏi, không biết tôi làm như vậy có coi là thông qua thử thách không? Chương 1053, tôi tuyên bố anh ấy là bạn trai tôi. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ anh lại dễ dàng đi xa 10 mét. Bình thường lúc bọn họ gánh cái dương này, chưa từng cảm thấy nó nhẹ nhàng như vậy. Mới đầu Bạch chỉ còn cảm thấy Lâm Thanh Diện cậy mạnh, thì giờ cũng rất ngạc nhiên, thực lực của cô đang ở tông sư cảnh đỉnh phong. Trước đây cô cũng từng gánh chiếc dương này rồi, tất nhiên sẽ biết rõ, muốn gánh nó đi tới phía trước khó khăn đến nhường nào. Thế mà giờ Lâm Thanh Diện như gánh một chiếc dương 10 cân đi tới phía trước, hoàn toàn không có một chút khó khăn nào. Giờ cô mới biết mình đã hiểu lầm Lâm Thanh Diện. Hóa ra anh không phải cậy mạnh, mà là rất có tự tin với mình. Nghĩ như vậy, Bạch chỉ bỗng thấy hơi xấu hổ, vẻ mặt cũng trở nên hơi lúng túng. Vương Kiếm nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện một hồi lâu không nói nên lời, một giây trước anh còn cảm thấy chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ không đi được xa, không ngờ một giây sau anh ta đã đi tới 10 mét, như một cái tát vào mặt anh. Giờ dù là người nào thì chắc chắn cũng rất lúng túng. Mà chuyện quan trọng nhất là, anh không ngờ Lâm Thanh Diện lại dễ dàng hoàn thành thử thách này như vậy, anh vốn định dựa vào thử thách này để làm Lâm Thanh Diện mất mặt, nhưng lại khiến anh ta bày ra thực lực hơn người trước mặt mọi người, lần này e là mọi người đều đồng tình với những lời khen ngợi mà sư phụ dành cho Lâm Thanh Diện lúc trước. Nhưng mặc kệ trong lòng anh nghĩ gì, thì người làm đại sư huynh như Vương Kiếm cũng không thể nói suy nghĩ của mình ra. Anh khẽ ho một tiếng, rồi nói coi như cậu miễn cưỡng vượt qua thử thách, xem ra sư phụ không hề nhìn nhầm. Không thu nhận một tên vô dụng làm đệ tử. Mọi người nghe Vương Kiếm nói thế, thì nhất thời cảm thấy yêu cầu của đại sư huynh thật sự quá hà khắc, mấy người bọn họ đạt tới tông sư cảnh đỉnh phong, mới có thể miễn cưỡng gánh chiếc dương đó đi 5 mét, nhưng Lâm Thanh Diện lại đi tới 10 mét, như vậy đã quá lợi hại rồi. Thế mà Vương Kiếm lại nói miễn cưỡng vượt qua, quả thật đã làm bọn họ cảm thấy anh yêu cầu quá cao rồi. Giang Tiểu Nhu vốn đợi xem trò cười của Lâm Thanh Diện, cũng đang trợn tròn mắt, ánh mắt chưa từng rời khỏi người anh. Là một cô gái trẻ chỉ mới 18-19 tuổi, tất nhiên Giang Tiểu Nhu rất có cảm tình với những người trời sinh lợi hại hơn mình. Mặc dù cô cố tình làm cho Vương Kiếm nảy sinh thù địch với Lâm Thanh Diện nhưng đó là anh không cho cô xem đồ trong túi. Giờ thực lực mà Lâm Thanh Diện phô ra đã hoàn toàn chinh phục cô. Anh ta thật lợi hại, không ngờ lại dễ dàng đi được 10 mét như thế, chính mình muốn nhấc chiếc dương kia lên cũng rất khó rồi. Thảo nào sư phụ lại yêu thích khen ngợi anh ta như thế, xem ra anh ta thật sự rất khác người thường. Ây da, sớm biết thế này, mình đã không gây sự với anh ta, người này lợi hại như vậy, hơn nữa tính cách còn rất đặc biệt, hoàn toàn trái ngược với mấy sư huynh chỉ biết chiếm tiện nghi của mình. Sớm biết thế này mình đã nói anh ta làm bạn trai mình rồi. Giang Tiểu Nhu tự lẩm bẩm, vì sinh sống trên đảo trong thời gian dài, đã làm tính khí cô hơi bốc đồng, nghĩ gì nói nấy. Cộng thêm trên đảo mọi người đều cưng chiều cô, nên bình thường cô muốn làm gì thì làm, chưa từng biết câu nệ là gì. Nên sau khi thay đổi cái nhìn về Lâm Thanh Diện, cô liền đi tới bên anh, rồi mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, chuyện lúc trước là do tôi sai, tôi không nên ăn nói lung tung về anh, thật ra anh và sư tỷ Bạch chỉ chưa xảy ra chuyện gì cả. Lâm Thanh Diện thấy Giang Tiểu Nhu đã làm sáng tỏ, thì trong lòng cũng thay đổi cái nhìn về cô ta, còn gật đầu với cô ta nữa. Nhưng anh không ngờ rằng, câu nói kế tiếp của Giang Tiểu Nhu suýt làm anh xông tới bóp chết cô nhóc này. Các vị, mọi người đều đã nhìn thấy thực lực của Lâm Thanh Diện,
anh ấy thật sự là thiên tài tuyệt thế như sư phụ khen ngợi, nên anh ấy có tư cách ở lại đảo. Sau đây tôi xin tuyên bố, từ nay về sau, Lâm Thanh Diện sẽ là bạn trai tôi, mọi người không ai được phép bắt nạt anh ấy. Nói xong, Giang Tiểu Nhu quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện nói, anh yên tâm, sau này trở thành người của tôi rồi, tôi đảm bảo sẽ cho anh ăn uống no say trên đảo này. Vẻ mặt mọi người đều xám xịt, hoàn toàn không hiểu mạch não của Giang Tiểu Nhu. Lâm Thanh Diện cạn lời, định nói gì đó, nhưng bị lời nói của Giang Tiểu Nhu chặn đứng không biết nên nói gì mới đúng. Xem ra anh vẫn đánh giá thấp sức chiến đấu của Giang Tiểu Nhu, lúc nãy anh còn cảm thấy cô ta rất tốt khi làm sáng tỏ cho mình, nhưng giờ xem ra mình thật sự quá ngây thơ rồi. Bạch Chỉ cũng dở khóc dở cười nhìn Giang Tiểu Nhu nói, em đừng có hâm nữa, Lâm Thanh Diện mới lên đảo được bao lâu, mà em bảo người ta làm bạn trai em. Giang Tiểu Nhu không phục nói, sao nào, chẳng lẽ em không được nói thế à? Sư tỷ, chị đừng nóng lòng nói ra những lời này, chẳng lẽ chị cũng có ý với Lâm Thanh Diện? Bạch Chỉ nhất thời đỏ mặt nói, em nói bậy gì đấy? Chị đâu phải người tùy tiện như em. Hi hi, sư tỷ, chị đỏ mặt rồi, vẻ mặt của chị không thể lừa được ai đâu, Giang Tiểu Nhu cười xấu xa nói. Bạch Chỉ vội sờ mặt mình nói, em nói bậy. Vương Kiếm thấy dáng vẻ này của Bạch Chỉ, thì trong lòng càng thù địch Lâm Thanh Diện. Mọi người đều ngưỡng mộ nhìn Lâm Thanh Diện, tất nhiên bọn họ đều nhìn ra thái độ của Bạch Chỉ và Giang Tiểu Nhu với Lâm Thanh Diện. Rõ ràng thực lực mà anh vừa mới thể hiện đã chinh phục tất cả mọi người. Hai, uổng công em theo đuổi Bạch Sư Tỷ lâu như vậy, nhưng chị ấy luôn lạnh nhạt với em, Lâm Thanh Diện này mới lên đảo chưa được bao lâu mà Sư Tỷ Bạch Chỉ đã đỏ mặt vì anh ta rồi, đúng là không so sánh sẽ không có đau thương. Một người đứng bên cạnh Vương Kiếm cảm thán. Câu nói này của anh ta cũng chính là tiếng lòng của Vương Kiếm, nghe anh ta nói thế, sắc mặt Vương Kiếm càng trở nên khó coi. Hừ. Cậu ta chỉ vác dương đi 10 mét thôi mà, có gì đáng để khoe khoang chứ, người luyện võ xem trọng thực chiến, dù sức lực lớn đến đâu mà không phát huy được trong thực chiến thì cũng vô dụng thôi. Vương Kiếm tức giận nói. Mọi người đều gật đầu, cảm thấy Vương Kiếm nói rất có lý. Đại sư huynh nói đúng, không ít người sinh ra đã có sức mạnh to lớn, nhưng lại có rất ít người đạt đến thực lực đỉnh phong, trừ khi Lâm Thanh Diện kia cũng đạt tới trình độ như Vương Kiếm sư huynh. Bằng không anh ta không thể nào so bì với Vương Kiếm sư huynh được. Đúng đó, cảnh giới mới là vương đạo, hóa cảnh trung kỳ như Vương Kiếm sư huynh mới được xem là người lợi hại thật sự. Chỉ có cô gái chưa trưởng thành như Tiểu Nhu mới ngạc nhiên, khi nhìn thấy chút điểm khác biệt so với người thường thôi, cô ấy thật sự quá ngây thơ rồi. Vương Kiếm nghe mọi người nói thế, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn nhiều, càng nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhưng mọi người không hề hay biết. Thực lực của Lâm Thanh Diện đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong rồi, sớm đã bỏ xa bọn họ 8 cây số. Chương 1054, sự đáng sợ của sư phụ. Thử thách kết thúc, mọi người cũng có ấn tượng sơ qua về Lâm Thanh Diện rồi. Vì thái độ của Bạch Chỉ và Giang Tiểu Nhu với Lâm Thanh Diện, nên mấy sư huynh đệ chưa từng gặp mặt anh cũng nảy sinh thù địch với anh. Cộng thêm Vương Kiếm đã ngang nhiên bày tỏ thái độ của mình với Lâm Thanh Diện. Nên tất nhiên mấy người bình thường Vương Kiếm sai đâu làm đó cũng sẽ không có ấn tượng tốt với anh. Tất nhiên, cùng lắm bọn họ chỉ đố kỵ về thái độ của Bạch Chỉ và Giang Tiểu Nhu với anh thôi, chỉ có một mình Vương Kiếm thật sự nảy sinh thù địch đối với anh. Mọi người đều có chuyện riêng phải làm, đương nhiên sự xuất hiện của Lâm Thanh Diện không thể thay đổi được thói quen của họ, nên thoáng chốc, mọi người đã bận rộn làm chuyện của mình. Giang Tiểu Nhu đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện cười nói, có lẽ anh không có ý kiến gì về chuyện tôi bảo anh làm bạn trai đúng không? Bởi vì bình thường bọn họ đều tranh giành muốn làm bạn trai tôi. Lâm Thanh Diện lườm cô ta nói, xin lỗi, tôi không có phúc để hưởng thụ lộc này, cô nên đi tìm người khác đi. Bạch Chỉ cũng cạn lời nhìn sư muội mình, rồi nói, em có thể nghiêm chỉnh một chút không, nếu em còn tiếp tục như vậy, e là Lâm Thanh Diện sẽ bị em dọa cho chạy mất dép. Giang Tiểu Nhu nhất thời không phục nói, sư tỷ, dựa vào cái gì mà chị bảo em không nghiêm chỉnh khi em nói anh ta làm bạn trai em chứ? Chẳng lẽ chị cho anh ta nhìn thấy chị tắm rửa là nghiêm chỉnh à? Bạch Chỉ bỗng đỏ mặt, nhìn trộm Lâm Thanh Diện, rồi nói với Giang Tiểu Nhu, em đúng là người không nói lý lẽ, chị không nói chuyện em nữa. Nói xong, cô vội vàng chạy đi. Hừ, chắc chắn chị ấy đã bị mình nói trúng tim đen, bằng không tại sao lại trột dạ như vậy? Giang Tiểu Nhu lẩm bẩm. Rồi cô nhìn Lâm Thanh Diện nói, ở đây nhà là chúng tôi tự xây lên, anh mới tới đây nên chưa có chỗ ngủ đúng không? Hay là anh tới nhà tôi trước đi,
nhà tôi có một chiếc giường lớn đủ cho hai người chúng ta ngủ. Lâm Thanh Diện khẽ ho một tiếng, vội đáp lại ngay, không cần đâu, ý tốt của truy cập tiuyensayonline.com để cập nhật nội dung các bạn nhé. Rồi hắng nói. Nói xong, Lâm Thanh Diện xoay người đi về phía rừng cây ở gần đó, rồi nhảy lên một cành cây cao, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Giang Tiểu Nhu thấy thế thì tức giận nói, không cần thì thôi, hừ. Chớp mắt đã đến sầm tối, Lâm Thanh Diện đang ở trên cây mở mắt ra, ngắm nhìn mấy căn nhà chằng chịt ở gần đó. Mỗi căn nhà mang một phong cách riêng, xem ra đúng như Giang Tiểu Nhu nói, mọi người xây nhà theo sở thích riêng của mình. Nhưng Lâm Thanh Diện không muốn định cư lâu dài ở trên đảo, anh tới đây là để đưa ngưng hồn ngọc cho sư phụ, nếu được, tất nhiên anh sẽ giúp đỡ sư phụ, nhưng có lẽ không sẽ không tốn nhiều thời gian, nên anh không cần phải xây một căn nhà ở đây. Lúc Lâm Thanh Diện đang nhìn chằm chằm mấy căn nhà đó, thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói già nua, bọn họ là đồ đệ được ta thu nhận trong nửa cuộc đời ngao du thiên hạ của mình. Mỗi người đều có tư chất nổi bật, mỗi người đều có thể được mệnh danh là con cưng của trời, nhưng trong số các đồ đệ này, chỉ có con là làm ta hài lòng nhất. Lâm Thanh Diện giật mình, vội vàng nhìn qua bên cạnh, rồi nhận ra không biết từ lúc nào, sư phụ đã ngồi cạnh anh. Trong lòng anh tràn đầy kinh ngạc. Lúc nãy anh hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ tiếng động nào bên cạnh mình, phải biết rằng giờ thực lực của anh đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong, cho dù không mở thần niệm, thì bất kỳ người nào tới gần anh trong phạm vi 5 mét, anh đều có thể phát hiện ra đầu tiên. Nhưng giờ sư phụ đã ngồi cạnh anh rồi, vậy mà anh lại không hề phát hiện ra, nếu không phải sư phụ lên tiếng, anh hoàn toàn không biết rằng bên cạnh mình vẫn còn một người. Điều này càng khiến Lâm Thanh Diện vững tin rằng, chắc chắn thực lực của sư phụ đã đạt tới thần cảnh. Hơn nữa sư phụ cũng từng tu luyện huyền công, nên giờ e là chỉ có mình anh là biết rõ, rốt cuộc thực lực của ông đáng sợ đến mức nào. Sư phụ, lần sau sư phụ có thể chào hỏi con trước được không, lúc nãy tim con sắp rớt ra ngoài rồi. Lâm Thanh Diện nói. Lục Diên Thọ mỉm cười nói, ta thấy con nằm đây nhắm mắt nghỉ ngơi, nên không muốn làm phiền. Lâm Thanh Diện nhìn kỹ sư phụ, rồi nhận ra hình như sư phụ đã già hơn 20 mấy tuổi so với lần trước. Cả người cũng trở nên thăng trầm hơn nhiều, ánh mắt càng trở nên thâm thúy hơn, đồng thời ẩn chứa nhiều cảm xúc mà Lâm Thanh Diện không thể thấu hiểu được. Anh không biết có phải sư phụ đã trải qua chuyện gì, hay là vì kiếp nạn sắp tới mới trở nên tiều tụy như thế không? Sư phụ, bộ dạng người. Lục Diên Thọ cười nói, gần đây ta có chút chuyện phiền muộn, nên già đi mấy tuổi, không sao đâu. Thấy sư phụ nói thế, Lâm Thanh Diện cũng không tiếp tục chất vấn nữa. Sư phụ. Con đã tìm đủ 3 miếng ngưng hồn ngọc rồi. Lâm Thanh Diện nói. Ta đã đoán ra rồi, bằng không với tính cách của con, sẽ không tới đây tìm ta. Sư phụ nói rất nhẹ nhàng. Vậy kiếp nạn của sư phụ chừng nào sẽ tới? Nếu có thể trợ giúp, chắc chắn đệ tử sẽ không chối từ, Lâm Thanh Diện nói. Lục Diên Thọ đáp, chuyện này không cần gấp đâu, kiếp nạn này là do ta tự tìm tới, chứ không phải nó tới tìm ta, đợi thời cơ chín muồi, chắc chắn ta sẽ nói cho con biết. Mặc dù không hiểu ý của sư phụ, nhưng Lâm Thanh Diện vẫn gật đầu. Lục Diên Thọ không tiếp tục đề tài này nữa, mà quay qua nói, có lẽ con đã gặp mấy sư huynh sư tỷ của mình rồi đúng không, sao nào, con cảm thấy họ thế nào? Lâm Thanh Diện mỉm cười rồi kể lại mọi chuyện đã xảy ra khi mình lên trên đảo cho Lục Diên Thọ nghe. Lục Diên Thọ nghe xong thì bật cười, không ngờ sự xuất hiện của Lâm Thanh Diện lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Con bé Tiểu Nhu này, đúng là hơi tùy hứng một chút. Nhưng nó vẫn còn trẻ, đợi nó lớn thêm chút nữa, có lẽ sẽ không làm thế nữa đâu. Bạch chỉ là một nhóc thông minh lanh lợi, hơn nữa tâm tư cũng thận trọng, trong cứng ngoài mềm, trước đây từng có sư huynh đệ nhìn trộm nó tắm, thế là nó cầm dao rượt người ta 3 ngày 3 đêm không chịu tha, con bé khách sáo với con như thế, quả thật đã nằm ngoài suy đoán của ta. Nghe Lục Diên Thọ nói thế, Lâm Thanh Diện cũng hơi bất đắc dĩ, chẳng lẽ ngay cả ông cũng cảm thấy Bạch chỉ có ý mình ư? Còn Vương Kiếm, cậu ta là một trong đệ tử có tư chất và thiên phú tốt nhất, đồng thời cũng là người có thực lực mạnh nhất, chưa tới 30 tuổi đã đạt tới hóa cảnh trung kỳ, điều này cũng khiến cậu ta trở nên kiêu căng tự đại. Tư chất của cậu ta mạnh hơn con, nhưng con trẻ hơn nó, nên thực lực chỉ ngừng ở mức hóa cảnh nửa bước, bằng không, ta có thể dùng con để mài giũa lại nhuệ khí của nó. Nghe Lục Diên Thọ nói thế, Lâm Thanh Diện khẽ cười đáp, sư phụ, thật ra, con đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong rồi. Chương 1055, mưa to. Lục Diên Thọ nghe Lâm Thanh Diện nói vậy,
thì khuôn mặt vốn bình tĩnh bỗng tan biến, nhất thời trở thành kinh ngạc và có chút hoảng loạn. Lâm Thanh Diện bắt gặp tia hoảng loạn thoáng qua mắt Lục Diên Thọ, thì vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Nếu Lục Diên Thọ ngạc nhiên thì anh còn có thể hiểu được, nhưng tia hoảng loạn kia đã làm Lâm Thanh Diên cảm thấy hơi khó hiểu. Chẳng lẽ sư phụ cảm thấy thực lực của mình trở nên mạnh mẽ, sẽ uy hiếp ông sao? Nhưng tia hoảng loạn đó chỉ thoáng qua mắt Lục Diên Thọ rồi biến mất, nên Lâm Thanh Diện cũng không chắc chắn mình có nhìn nhầm hay không. Kinh ngạc xong, trên mặt Lục Diên Thọ liền nở nụ cười vui mừng, rồi vươn tay vỗ vai Lâm Thanh Diện nói, không hổ danh là người có tư chất nhất trong các đệ tử của ta, ta vốn tưởng rằng con phải thêm 1 năm rưỡi nữa mới có thể đột phá, không ngờ tốc độ tu luyện của con lại thần tốc đến thế. Lâm Thanh Diện chẳng còn để tâm đến cảm giác lúc nãy nữa, anh cảm thấy đó chỉ là ảo giác của anh thôi, nên cười nói, thật ra con có thể đột phá là do may mắn. Ta mặc kệ con có may mắn hay không, nếu con có thể đột phá đến thực lực như vậy trong độ tuổi này, thì xem như đây là bản lĩnh của con rồi. Lục Diên Thọ nghiêm túc nói, giờ ta không còn gì để dạy cho con nữa, con đường còn lại con phải tự bước tiếp thôi. Lâm Thanh Diện nghiêm túc gật đầu với Lục Diên Thọ, con chắc chắn sẽ không quên lời chỉ dạy của sư phụ. Thực lực của con đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong rồi, xem ra lần này ta có thể dùng con để mài rũa lại nhuệ khí của nó rồi. Lục Diên Thọ cười nói, sư phụ nói đùa rồi, Vương Kiếm là đại sư huynh trong lòng mọi người, sao con có thể mài rũa anh ta chứ? Lâm Thanh Diện nói, Lục Diên Thọ chỉ mỉm cười, không tiếp tục nói chuyện này nữa, nhưng có vẻ như trong lòng ông đã có kế hoạch rồi. Sau đó Lục Diên Thọ triệu tập tất cả đệ tử đến đây, đồng thời chính thức giới thiệu Lâm Thanh Diện với mọi người. Lúc giới thiệu, ông vẫn liên tục khen ngợi Lâm Thanh Diện, đại sư huynh Vương Kiếm nghe vậy thì trong lòng rất khó chịu. Giới thiệu xong, Lục Diên Thọ nói mình phải về tu dưỡng, nên bảo Lâm Thanh Diện làm quen với mọi người, rồi quay về nhà. Mọi người đều biết Lâm Thanh Diện rồi, hơn nữa vì Vương Kiếm không hề thích anh, nên sư phụ vừa về nhà, mọi người đều giải tán hết. Chỉ có 2 người Giang Tiểu Nhu và Bạch Chỉ là còn đứng đó. Giang Tiểu Nhu nhìn Lâm Thanh Diện nói, này, tối nay anh thật sự không tới nhà tôi ngủ à? Tôi cảm thấy có lẽ tối nay trời sẽ mưa đấy. Lâm Thanh Diện vội lắc đầu đáp, nam nữ thụ thụ bất thân, cô đừng quan tâm tôi nữa. Giang Tiểu Nhu hừ lạnh, rồi nhìn Bạch Chỉ ở bên cạnh nói, chẳng lẽ tối nay anh muốn ngủ trong nhà sư tỷ Bạch Chỉ, nên mới từ chối tôi à? Lâm Thanh Diện nhất thời nghẹn họng. Bạch Chỉ đứng bên cạnh cũng lườm cô ta rồi hét lên, Giang Tiểu Nhu. Hôm nay nếu chị không đánh em 1 trận no đòn, thì chị không làm sư tỷ của em nữa. Nói xong, Bạch Chỉ lao về phía Giang Tiểu Nhu. Giang Tiểu Nhu thấy thế liền xoay người chạy, thoáng chốc, 2 cô gái đã khuất khỏi tầm mắt của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười bất đắc dĩ, rồi đi về phía rừng cây. Dù gì anh cũng từng sống trong môi trường gian khổ rồi. Nên buổi tối ngủ trên cây cũng chẳng có gì to tát với Lâm Thanh Diện. Nửa đêm, Lâm Thanh Diện đang nằm trên một cành cây, thì bỗng cảm thấy có một giọt nước rơi xuống mặt mình, nên tỉnh dậy ngay. Anh thấy mây đen phủ kín bầu trời, xa xa còn truyền đến tiếng sấm, trong lòng thầm kêu không ổn, xem ra lát nữa trời sẽ mưa to. Anh vội cầm túi của mình lên, rồi nhảy xuống cành cây. Miệng quạ Giang Tiểu Nhu này nói không chật đi đâu được. Lâm Thanh Diện lẩm bẩm. Rồi anh nhìn về phía mấy căn nhà kia, định xem thử có thể tìm nơi nào để trú mưa không. Anh vừa có suy nghĩ này, trên trời bỗng vang lên một tiếng sét, rồi cơn mưa như chút nước ập tới. Lâm Thanh Diện vội chạy về phía mấy căn nhà, giờ đã là nửa đêm rồi, có lẽ mọi người đều đã đi ngủ. Hơn nữa cho dù bọn họ chưa ngủ, e là vì chuyện ban ngày, cũng sẽ không có ai mở cửa cho anh vào nhà trú mưa vào lúc này. Anh nhìn lướt qua mấy căn nhà. Rồi nhận ra tất cả đều đã tắt đèn, ngoại trừ nhà của Bạch Chỉ. Lúc Lâm Thanh Diện chạy đến đây, quần áo trên người anh đã ướt sũng, anh vốn định xem thử có mái hiên nào cho anh trú mưa không, nhưng nhận ra mấy căn nhà bọn họ tự xây này hoàn toàn không có mái hiên. Đúng lúc này cửa nhà Bạch Chỉ mở ra, cô nhìn ra bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã ướt như chuột lột. Lâm Thanh Diện và Bạch Chỉ nhìn nhau, cô vội vàng rời mắt đi, như thể hơi chột dạ khi giờ này mình còn chưa ngủ. Đồng thời còn đúng lúc mở cửa ra khi trời mưa nữa. Bên ngoài đang mưa to, cậu vào trong trú mưa trước đi. Bạch Chỉ do dự một lát rồi mới nói một câu. Mặc dù Lâm Thanh Diện cảm thấy việc mình đi vào nhà Bạch Chỉ sẽ không thích hợp cho lắm, nhưng giờ trời đang mưa to, mà gần đây hoàn toàn không có chỗ để trú, nếu anh không đi vào thì anh chỉ có thể đứng ngoài mưa thôi.
Cảm ơn, Lâm Thanh Diện nói xong thì chạy nhanh vào nhà Bạch Chỉ. Đợi Lâm Thanh Diện đi vào nhà rồi, Bạch Chỉ liền đóng cửa lại, để mưa khỏi tạt vào. Nhà Bạch Chỉ trang trí khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, và tủ đựng đồ, tất nhiên, chỗ cô cũng có không ít đồ dùng dành cho con gái, được sắp xếp rất sạch sẽ, ngăn nắp. Vì trên đảo chưa có nhà máy điện, nên nơi này chỉ có dùng nến để thắp sáng. Ánh sáng từ ngọn nến không mạnh cho lắm, mà hơi mờ ảo, càng làm bầu không khí trở nên mờ ám. Cộng thêm lúc này cả người Lâm Thanh Diện đều ướt sũng, cô nam quả nữ ở cùng một nhà, khó tránh khỏi nảy sinh bầu không khí khác thường. Bạch Chỉ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện một lúc, rồi mới phản ứng lại, vội rời mắt đi chỗ khác, mặt cũng hơi đỏ ửng, quần áo trên người cậu đều ướt hết rồi, chắc cậu có mang theo đồ để thay nhỉ. Vậy cậu mau đi thay đồ đi. Lâm Thanh Diện nhất thời xấu hổ nói, tôi thay ở đây ư. Bạch Chỉ lườm anh, nói, nếu không thì sao? Chẳng lẽ cậu muốn ra bên ngoài thay? Lâm Thanh Diện gật đầu nói, thôi được rồi. Rồi Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Bạch Chỉ, không hề nhúc nhích. Bạch Chỉ cảm thấy kỳ lạ hỏi, cậu nhìn tôi làm gì, mau thay đồ đi. Lâm Thanh Diện khẽ ho một tiếng rồi nói, chị nhìn chằm chằm tôi như thế thì sao tôi thay được, hay là, chị quay người đi được không? Lúc này Bạch Chỉ mới phản ứng lại, khuôn mặt đang tươi cười bỗng đỏ bừng, vội xoay người lại. Chương 1056, hiểu lầm. Lâm Thanh Diện nhìn Bạch Chỉ xoay người sang chỗ khác, lúc này mới bắt đầu cởi quần áo ướt trên người mình xuống, rồi mới lấy khăn và quần áo để tắm rửa ra, sau khi lau người xong mới thay quần áo khô. Tôi thay xong rồi, chỉ có thể xoay người lại, Lâm Thanh Diện nói. Lúc này, Bạch Chỉ mới xoay người, nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Đợi lát nữa tạnh mưa tôi sẽ ra ngoài, Lâm Thanh Diện lên tiếng. Bạch Chỉ không nói gì thêm, dẫu sao nếu trời tạnh mưa rồi mà cô ta còn giữ Lâm Thanh Diện ở trong phòng, vậy có vẻ cô ta không thuần khiết lắm. Bởi vì trai đơn gái chiếc ở trong một phòng, bên ngoài mưa rơi không ngớt, không khí đương nhiên có hơi là lạ. Bạch Chỉ vốn muốn tìm một đề tài để nói chuyện, nhưng không biết vì sao lại không thể mở lời, thậm chí chỉ liếc mắt nhìn Lâm Thanh Diện thôi cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Lâm Thanh Diện cũng không biết nên nói chuyện gì với Bạch chỉ cảm thấy mình phải trú mưa trong phòng Bạch Chỉ có hơi xấu hổ. Chị có thể nghỉ ngơi, tôi sẽ đợi ở đây một lát, đợi mưa tạnh sẽ đi ra ngoài. Lâm Thanh Diện nói một câu với Bạch Chỉ, sau đó đến bên cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế ở đó. Bạch Chỉ không nói gì nữa mà xoay người ngồi lên giường. Cô ta vốn muốn ngồi bên Lâm Thanh Diện một lát, nhưng thấy hai người không biết phải nói gì nên cũng hơi xấu hổ. Cô ta đành lên giường nằm xuống, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Lúc này, trong đầu cô ta quẩn quanh rất nhiều suy nghĩ kỳ dị. Chính là kiểu suy nghĩ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó. Lâm Thanh Diện vẫn ngồi đợi mưa tạnh, nhưng cơn mưa đêm nay kéo dài rất lâu, cứ rào rào không ngừng, không hề có dấu hiệu sắp tạnh. Thoáng cái đã tới nửa đêm, Bạch Chỉ vốn tưởng rằng có Lâm Thanh Diện ở trong phòng ngủ sẽ không ngủ được, nhưng đêm càng về khuya, cơn buồn ngủ ập đến, cô ta không kiên trì được nữa nên dần thiếp đi. Lâm Thanh Diện ngồi bên giường, cũng không đấu lại được cơn buồn ngủ nên ghé luôn vào bàn, cũng chợp mắt một lát. Sáng sớm hôm sau, mặt trời nhô lên cao, bởi vì hôm qua trời mưa, nên không khí trên đảo vô cùng tươi mát. Chúng đệ tử của Lục Diên Thọ đều đi ra từ phòng mình, bắt đầu một ngày mới. Giang Tiểu Nhu đi ra từ phòng mình, sau khi vươn vai vặn eo, còn ngáp một cái, cảm giác thời tiết hôm nay thật đẹp. Tuy rằng đêm qua trời mưa, nhưng cô ta ngủ rất ngon nên sáng nay mới biết tối qua trời mưa. Lúc này, cô ta đột nhiên nhớ ra Lâm Thanh Diện vẫn ngủ ở trên cây, trời mưa thì sao có thể ngủ trên cây được, cũng không biết đêm qua anh trải qua như thế nào. Đêm qua bảo anh tới phòng tôi ngủ anh lại không tới, giờ thì hay rồi đấy. Giang Tiểu Nhu lẩm bẩm lầu bầu, sau đó nhìn thoáng qua rừng cây, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Lâm Thanh Diện. Cô ta túm chặt một sư huynh, hỏi, sư huynh, đêm qua trời mưa, anh có biết Lâm Thanh Diện đi đâu không? Người sư huynh kia lắc đầu, nói chắc là tìm một nơi nào đó để trú mưa rồi. Anh ấy có thể trú mưa ở đâu được chứ? Giang Tiểu Nhu nghi ngờ hỏi. Người sư huynh kia lại cười nói, chỗ khác thì anh không biết, những chỗ sư huynh đệ bọn anh chắc là không thể. Gần đây, thằng danh đó đắc tội đại sư huynh, nhất định không ai để cậu ta trú mưa đâu. Giang Tiểu Nhu vô cùng nghi ngờ, nghĩ thầm gần đây cũng không có hang núi nào, Lâm Thanh Diện có thể đi đâu trú mưa. Ngay khi cô ta còn đang suy nghĩ anh có thể đi đâu,
cửa phòng Bạch Chỉ mở ra. Giang Tiểu Nhu lập tức đi về phía đó, muốn hỏi Bạch Chỉ có nhìn thấy Lâm Thanh Diện hay không. Nhưng cô ta không ngờ rằng, Lâm Thanh Diện lại thật sự đi ra từ trong phòng Bạch Chỉ. Giang Tiểu Nhu lập tức trợn mắt đứng nhìn, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, sau đó vội hỏi anh, sao anh lại ở trong phòng của Bạch Chỉ sư tỷ? Tôi trú mưa ở trong phòng chị ấy. Lâm Thanh Diện mở miệng đáp. Bạch Chỉ sư tỷ đâu? Giang Tiểu Nhu hỏi tiếp. Chị ấy còn chưa tỉnh ngủ, chắc tại đêm qua ngủ muộn. Lâm Thanh Diện nói. Một câu vô cùng đơn giản như vậy, nhưng Giang Tiểu Nhu lại suy ra rất nhiều ý nghĩa. Khuôn mặt cô ta tràn ngập vẻ không thể tin nổi, như thể tâm hồn non nớt đã tiếp xúc với những thứ không hợp với lứa tuổi của mình. Trời ơi, các người cũng quá nhanh rồi. Bạch Chỉ sư tỷ thật quá giả dối, chị ấy nói sẽ không tranh giành anh với tôi mà. Kết quả quả chỉ mới một đêm, chị ta đã muốn cướp anh đi rồi, hơn nữa nghe lời anh nói, đêm qua các người còn rất kịch liệt nữa. Giang Tiểu Nhu kích động nói. Lâm Thanh Diện nhất thời cạn lời, nói cô hiểu lầm rồi, đêm qua tôi chỉ trú mưa ở trong phòng của chị ấy thôi, có phải sức tưởng tượng của cô quá phong phú rồi không? Anh xem tôi là đứa trẻ lên ba sao, hai người trai đơn gái chiếc ở trong một phòng, anh muốn nói chưa làm gì, có quỷ mới tin. Giang Tiểu Nhu lập tức phản bác. Sau đó, cô ta xoay người chạy nhanh đi, gân cổ lên la lớn, mọi người mau đến đây đi, có chuyện lớn rồi. Đêm qua Lâm Thanh Diện qua đêm trong phòng Bạch Chỉ sư tỷ. Hơn nữa bây giờ chị ta vẫn còn chưa tỉnh ngủ, anh ta còn nói là đêm qua ngủ quá muộn, cũng không biết hai người họ làm những gì mà lại ngủ muộn như vậy. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không thể ngờ được Giang Tiểu Nhu lại gân cổ nói ra chuyện này. Anh thấy đau hết cả đầu, sau khi cô ta rêu rao như vậy, e rằng anh có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Sau khi những sư huynh đệ vừa mới tỉnh ngủ nghe Giang Tiểu Nhu nói như vậy, lập tức chạy vội tới đây, chỉ một thoáng sau, mọi người đã tụ tập ở trước cửa phòng Bạch Chỉ. Thật hay giả, đêm qua Lâm Thanh Diện ngủ ở trong phòng của Bạch Chỉ sư muội sao? Không phải chứ, nữ thần của tôi cứ bị người ta vấy bẩn như vậy sao? Trời ơi, từ nay về sau tôi biết sống sao đây? Ngoá nó, có phải bọn họ tiến triển quá nhanh hay không? Là chúng ta sống ở trên đảo quá lâu, cho nên không theo kịp thời đại sao? Lâm Thanh Diện cạn lời nhìn đám người tụ tập trước cửa phòng, nhất thời không biết phải giải thích với họ như thế nào. Lúc này, Bạch Chỉ cũng đi ra từ trong phòng, cô ta xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của mình, nhìn thấy mọi người xúm lại trước cửa phòng, khuôn mặt đầy nghi ngờ. Giang Tiểu Nhu lập tức chạy đến trước mặt Bạch Chỉ, vô cùng oán giận nói, sư tỷ, sao chị lại dối trá như vậy, chị đã nói không có hứng thú với Lâm Thanh Diện cơ mà. Kết quả bây giờ đến cả chuyện này cũng xảy ra rồi, chị thật đáng ghét. Bạch Chỉ nhìn cô ta bằng vẻ mặt mơ hồ, hỏi cô đang nói bừa gì vậy, tôi và cậu ta đã xảy ra chuyện gì? Đêm qua Lâm Thanh Diện ngủ ở trong phòng chị nói các người có thể xảy ra chuyện gì? Giang Tiểu Nhu căm giận nói. Bạch Chỉ lập tức đỏ mặt ngượng ngùng, vội vàng giải thích, đêm qua mưa to, Lâm Thanh Diện không có nơi trú mưa nên tôi để cậu ta vào đây trú mưa thôi. Sao tôi có thể xảy ra chuyện gì với cậu ta được, cô coi tôi là loại người gì? Giang Tiểu Nhu vẫn không tin, nói, sư tỷ, chị đừng gạt tôi nữa, chị nói thật đi, có phải chị thích Lâm Thanh Diện hay không? Nếu chị thừa nhận, nể tình chúng ta là chị em lâu năm như vậy, tôi sẽ nhường anh ta cho chị. Bạch Chỉ cạn lời nhìn cô ta, nghĩ thầm có cô nhóc Giang Tiểu Nhu này ở đây, cho dù chuyện không thể cũng trở thành có thể. Lúc này, Vương Kiếm đi ra từ trong đám người, sắc mặt âm trầm ghen ghét đi tới trước mặt Bạch Chỉ và Lâm Thanh Diện. Vương Kiếm liếc mắt nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó nói với Bạch Chỉ, rốt cuộc thằng danh này có gì tốt. Cũng chỉ được sư phụ khen vài câu mà thôi, chẳng lẽ người có thực lực hóa cảnh trung kỳ như tôi lại thiếu mấy lời khen của sư phụ sao? Chương 1057, để nó làm đại sư huynh. Bạch Chỉ nghe Vương Kiếm nói vậy liền tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Tuy rằng Bạch Chỉ biết Vương Kiếm để ý mình nhưng anh ta chưa từng biểu lộ ra mặt, cũng chưa bao giờ đề cập qua phương diện này. Đây là lần đầu tiên chính tai cô nghe Vương Kiếm nói ra những lời như vậy. Vương Kiếm sư huynh, đêm qua Lâm Thanh Diện thật sự chỉ ở lại trong phòng tôi một đêm mà thôi, là con nhỏ Tiểu Nhu này nói lung tung đó. Bạch Chỉ giải thích, hơn nữa, chuyện đó và Vương Kiếm sư huynh không có liên quan gì hết, hà cớ gì phải nói những lời nghiêm trọng như vậy. Tuy rằng Bạch Chỉ cũng rất kính trọng Vương Kiếm, cảm thấy anh ta là một trong những đồ đệ lợi hại nhất của sư phụ nhưng cô ta không hề cảm nắng anh ta. Trước kia Vương Kiếm chưa từng nói rõ ràng chuyện này,
nếu lần này đã nói ra, thì cô cũng sẽ nhân cơ hội này mà từ chối anh ta để sau này không còn xảy ra chuyện hiểu lầm không cần thiết nữa. Mọi người nghe Bạch Chỉ nói xong liền cảm thấy đây là tình huống nhạy cảm nên đều im thin thít, không dám nói chuyện nữa. Liền ngay cả kẻ đầu sỏ gây chuyện là Giang Tiểu Nhu tựa hồ cũng ý thức được lời nói vô ý vô tứ của mình hình như đã gây ra những rắc rối không ngờ đến. Vương Kiếm nghe Bạch Chỉ nói xong thì cũng thầm hiểu được thái độ của Bạch Chỉ đối với mình, trong lúc nhất thời có chút không khống chế được cảm xúc, tuy nhiên một người có thể đạt tới hóa cảnh trung kỳ như anh ta thì chắc chắn là có khả năng tự chủ hơn người cho nên cuối cùng vẫn cố nén cảm xúc xuống. Ha ha, nếu sư muội nói như vậy thì tôi đúng thật là đã chõ mũi vào chuyện của người khác rồi, có điều tôi vẫn phải nhắc nhở sư muội một câu, tiềm lực lớn không có nghĩa là có thể trưởng thành, trong lịch sử cũng có không ít những thiên tài chết hiểu. Vương Kiếm nói xong, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, những lời này của anh ta hiển nhiên là nhằm vào Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện tương đối bất đắc dĩ, anh không hề muốn mọi chuyện biến thành như vậy. Chỉ sợ lúc này Vương Kiếm sư huynh đang có dã tâm muốn giết Quách anh ta cho rồi. Lâm Thanh Diện sư đệ, một khi sư phụ đã khen ngợi cậu như vậy, chắc thực lực của cậu cũng đã đạt tới đỉnh cao rồi, không biết cậu có dám luận bàn cùng tôi một phen để tôi được lĩnh giáo một chút sự lợi hại của thiên kiêu chi tử như cậu không? Vương Kiếm nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện bằng ánh nhìn sắc bén, giống như đang đàn áp Lâm Thanh Diện. Là đại sư huynh, hiển nhiên ngạo khí của Vương Kiếm không cần phải bàn tới rồi, những lời Bạch Chỉ vừa nói chẳng khác nào trực tiếp từ chối anh ta trước mặt nhiều sư huynh đệ nên anh ta khó chịu trong lòng là chuyện dĩ nhiên. Cũng vì vậy mà anh ta sinh ra địch ý vô hạn đối với nguồn cơn của chuyện này là Lâm Thanh Diện. Hơn nữa sư phụ lúc nào cũng khen Lâm Thanh Diện. Cho nên Vương Kiếm cảm thấy mình cần phải khiến cho Lâm Thanh Diện ý thức rốt cuộc ai mới là đại sư huynh, nếu không sau này Lâm Thanh Diện sẽ cưỡi lên đầu lên cổ anh ta. Lâm Thanh Diện nghe Vương Kiếm nói vậy thì bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sư huynh, thực chất không cần phải như vậy đâu, tôi thấy hay là thôi đi. Anh nghĩ mình đã tới ngưỡng hóa cảnh đỉnh phong rồi, nếu luận bàn cùng Vương Kiếm, đến lúc đó Vương Kiếm bị thua thảm thì anh ta lại càng mất mặt trước tất cả mọi người. Vương Kiếm nghe Lâm Thanh Diện nói thế liền cho rằng Lâm Thanh Diện sợ, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười khẩy, nói, chẳng qua chỉ là luận bàn, tôi sẽ không hạ sát chiêu đâu nên cậu cũng không cần sợ hãi. Mọi người chung quanh cũng đều cảm thấy Lâm Thanh Diện sợ thực lực của Vương Kiếm cho nên mới từ chối. Không ngờ Lâm Thanh Diện lại thông minh như vậy, biết chính mình đánh không lại Vương Kiếm sư huynh, cho nên từ chối thẳng, có điều sợ là Vương Kiếm sư huynh sẽ không dễ dàng buông tha anh ta đâu. Vương Kiếm sư huynh cũng thê thảm quá mà, vốn dĩ anh ta là đệ tử có thực lực mạnh nhất của sư phụ, kết quả lại là sư phụ toàn khen Lâm Thanh Diện, sợ rằng đổi lại là người khác thì cũng chẳng thấy dễ chịu đâu, hiện tại Bạch Chỉ sư muội lại vì Lâm Thanh Diện mà từ chối Vương Kiếm sư huynh, Vương Kiếm sư huynh không đuổi tận giết tuyệt Lâm Thanh Diện mới là lạ. Lâm Thanh Diện thấy Vương Kiếm khăng khăng muốn luận bàn với mình thì nhíu mày ngẫm nghĩ hay là trực tiếp nói cho anh ta biết thực lực của mình để anh ta bỏ đi ý niệm ấy trong đầu. Tuy nhiên từ sau lưng lại có tiếng của sư phụ vang lên. Không ngờ mọi người đều đang ở đây, vừa hay ta cũng muốn thông báo một chuyện, mọi người đã có mặt lại càng tiện. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Lục Diên Thọ, Vương Kiếm ghim lại cơn tức giận của mình rồi cung kính hành lễ với sư phụ. Lục Diên Thọ nhìn lướt qua mọi người một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lâm Thanh Diện một lát rồi mới nói, kỳ thật ta muốn nói với các người rằng từ hôm nay trở đi, Lâm Thanh Diện sẽ là đại sư huynh của các người. Về sau không có ta ở đây thì các người phải nghe lời Lâm Thanh Diện, lời của nó cũng chính là lời của ta, nghe rõ chưa? Lục Diên Thọ vừa nói xong, tất cả mọi người đều há hốc mồm, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vương Kiếm là người đầu tiên phản ứng lại, sư phụ thường xuyên khen Lâm Thanh Diện thì cũng thôi đi nhưng bây giờ lại muốn để Lâm Thanh Diện làm đại sư huynh của bọn họ, anh ta thực sự không thể chấp nhận được chuyện này. Sư phụ, Lâm Thanh Diện nhập môn trễ hơn tất cả chúng ta. Để hắn làm đại sư huynh của ta có phải là không được ổn không? Đúng vậy sư phụ, Vương Kiếm sư huynh mới là đại sư huynh của tất cả chúng ta, Lâm Thanh Diện tuy rằng thiên phú chắc tuyệt, nhưng vẫn chưa đủ tư cách làm đại sư huynh. Sư phụ, Lâm Thanh Diện chẳng qua mới lên đảo được một ngày mà người đã cho hắn làm đại sư huynh, có phải là quá vội vàng rồi không? Lâm Thanh Diện cũng không ngờ sư phụ lại làm ra chuyện bất ngờ như vậy, ông ta làm như vậy quả thật đã đào sâu thêm mâu thuẫn giữa anh và Vương Kiếm. Lần này sợ là khó mà hòa giải được với Vương Kiếm. Tuy nhiên lúc này anh nhớ lại những lời Lục Diên Thọ đã nói với mình đêm qua, muốn dùng anh để rèn giũa Vương Kiếm, nên anh cũng hiểu được vì sao sư phụ phải làm như vậy. Sư phụ đây là muốn anh chèn ép Vương Kiếm,
nếu không làm như vậy thì với tâm tính của Vương Kiếm, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện xui xẻo. Lục Diên Thọ lập tức tươi cười nói, ta biết có thể trong lòng các người sẽ không phục, ta cũng biết Lâm Thanh Diện muốn làm đại sư huynh thì đúng thật là còn chưa đủ tuổi. Nhưng người tập võ có quy củ của người tập võ, nếu các ngươi không phục việc Lâm Thanh Diện làm đại sư huynh thì hãy đấu với nó một trận, nếu ai đánh thắng thì người đó chính là đại sư huynh, như vậy các ngươi còn ý kiến gì nữa không? Mọi người nghe Lục Diên Thọ nói vậy, hai mắt liền sáng rỡ, và như một cách ngẫu nhiên tất cả đều nhìn về phía Vương Kiếm. Hiện tại Vương Kiếm đang muốn khiêu chiến Lâm Thanh Diện, nếu sư phụ đã cho phép thì hiển nhiên anh ta sẽ không khách khí với Lâm Thanh Diện nữa. Anh ta trực tiếp quay lại nhìn Lâm Thanh Diện nói, Lâm Thanh Diện sư đệ, vị trí đại sư huynh này có lẽ cậu ngồi không quen đâu, tôi thấy cậu nên trả lại cho tôi thì tốt hơn. Nếu sư phụ đã nói đến quy củ thì hẳn là cậu không thể từ chối so chiêu với tôi được đúng không? Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ thở dài, biết hôm nay nếu không đánh cùng Vương Kiếm thì chuyện này sẽ dây dưa mãi. Tuy nhiên với Lâm Thanh Diện mà nói thì đây cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, nếu Vương Kiếm muốn tự làm mình mất hết thể diện thì anh cũng đành phải thuận theo ý người mà thôi. Anh liếc nhìn Vương Kiếm một cái rồi thản nhiên nói, được, tôi đánh với anh. Chương 1058, đây cũng chẳng phải là chuyện gì mất mặt. Vương Kiếm thấy Lâm Thanh Diện đồng ý liền cười khẩy. Nghĩ thầm rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội dạy dỗ Lâm Thanh Diệt, luận bàn lần này cùng Lâm Thanh Diệt, mình nhất định phải để cho mọi người biết, tên đệ tử mà sư phụ khen ngợi chẳng đáng một xu trước mặt mình. Giang Tiểu Nhu thấy Lâm Thanh Diệt đồng ý lập tức nói thầm một câu, có phải anh bị ngốc không vậy, chỉ cần anh không đồng ý thì anh vẫn có thể làm đại sư huynh, giờ đồng ý thì Vương Kiếm sư huynh vừa ra tay là vị trí đại sư huynh anh còn chưa ngồi nóng đít đã bị cướp lại rồi. Bạch Chỉ cũng có chút lo lắng nhìn Lâm Thanh Diệt. Vừa rồi bầu không khí giữa hai người vẫn còn dương cung bạc kiếm, bây giờ Lâm Thanh Diện nhận lời khiêu chiến, Vương Kiếm nhất định sẽ không nương tay. Tuy nói thì nói vậy nhưng vị trí đại sư huynh này từ trước đến nay đều dựa vào thực lực để ngồi lên, không biết sư phụ nghĩ gì mà chứ nhất nhất để Lâm Thanh Diện làm sư huynh nữa, như vậy chẳng phải khiến anh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Bạch Chỉ nhỏ giọng nói một câu. Giang Tiểu Nhu quay đầu nhìn cô một cái, cười xấu xa nói, sư tỷ. Chị đang quan tâm anh ta đấy à? Bạch Chỉ lập tức trừng mắt với cô ta nói, nếu em còn nói bậy thì trả lại mấy cuốn truyện tranh em lấy ở chỗ chị đây. Giang Tiểu Nhu cười hắc hắc, nói, không nói nữa, trong lòng chúng ta tự biết là được rồi. Lời này của cô ta lại càng khiến Bạch Chỉ thêm tức giận, nhưng cô cũng hết cách, đành phải quay đầu ngó lơ cô ta. Các sư huynh đệ còn lại cũng không ngờ Thanh Diện lại nhận lời khiêu chiến, có điều họ không giống với Bạch Chỉ và Giang Tiểu Nhu. Họ rất muốn chứng kiến cảnh Vương Kiếm cùng Lâm Thanh Diện đánh nhau. Lá gan của tên Lâm Thanh Diện này cũng lớn thật đấy, Vương Kiếm sư huynh khiêu chiến mà cũng dám nhận, Vương Kiếm sư huynh là cao thủ hóa cảnh trung kỳ rồi, thực lực như vậy liệu có mấy người có thể đánh thắng chứ? Vương Kiếm sư huynh cũng không phải hẳn là căm thù Lâm Thanh Diện gì lắm đâu, cho dù giao thủ thì trong quá trình, Vương Kiếm sư huynh cũng sẽ không hạ sát chiêu nhưng chắc chắn sẽ đánh một trận nhớ đời. Chưa biết chừng. Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, anh ta sợ về sau Vương Kiếm sư huynh lại nhằm vào mình nên lần này mới đồng ý khiêu chiến, bị đánh bây giờ đỡ hơn nhiều so với bị nhằm vào sau này. Mọi người nhao nhao bàn tán, sau đó họ nhanh chóng nhường chỗ cho Lâm Thanh Diện cùng Vương Kiếm tiện giao thủ. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ thực lực của Vương Kiếm cho nên đều đứng tương đối xa, tránh cho bị ảnh hưởng. Bạch Chỉ đi tới bên cạnh Lục Diên Thọ, hỏi, sư phụ. Người làm vậy chẳng phải là đẩy Lâm Thanh Diện vào hố lửa sao? Chẳng lẽ người làm vậy là vì muốn tôi luyện anh ta? Lục Diên Thọ nở nụ cười, nói, con nói ngược rồi, thực ra ta muốn tôi luyện Vương Kiếm. Bạch Chỉ sửng sốt, không rõ Lục Diên Thọ nói vậy có ý gì, Vương Kiếm rõ ràng đã có thực lực của hóa cảnh trung kỳ rồi còn bảo Lâm Thanh Diện đến tôi luyện, phải chăng có chút không được thích hợp cho lắm không? Lục Diên Thọ hiểu được nghi hoặc trong lòng cô nên cười nói, cứ xem đi đã. Lát nữa thôi là con sẽ hiểu vì sao ta lại làm như vậy. Bạch Chỉ gật gật đầu, tập trung vào Lâm Thanh Diện và Vương Kiếm đang đứng giữa sân. Vương Kiếm đứng đối diện Lâm Thanh Diện, nét mặt vô cùng tự tin nói, Lâm Thanh Diện sư đệ, lát nữa nếu cậu cảm thấy chịu hết nổi thì hãy nhanh chóng nhận thua, đó cũng chẳng phải là chuyện gì mất mặt cả. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, đa tạ Vương Kiếm sư huynh quan tâm, có điều đây cũng là lời mà tôi muốn tặng cho huynh. Nếu lát nữa anh hết chống đỡ nổi thì cũng có thể trực tiếp nhận thua, đó cũng chẳng phải là chuyện gì mất mặt cả. Lâm Thanh Diện nói rất nghiêm túc,
bởi vì thực lực hóa cảnh trung kỳ có mạnh thế nào đi nữa thì cũng không thắng nổi hóa cảnh đỉnh phong, huống chi thứ mà Lâm Thanh Diện tu luyện còn là huyền kình. Nhưng Vương Kiếm thì không hề biết thực lực của Lâm Thanh Diện, cho nên nghe anh nói vậy liền cho rằng Lâm Thanh Diện đang khiêu khích mình. Anh ta hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên bùng nổ, nói, hy vọng lát nữa cậu vẫn còn nói được câu đó. Tiếp theo thân hình của anh ta liền bộc phát lao về phía Lâm Thanh Diện, tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể nhận ra nữa. Mọi người chỉ nhìn thấy một tàn ảnh lóe lên, tiếp theo thân hình của Vương Kiếm đã xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Diện. Quyền cước không có mắt, sư đệ, đắc tội. Vương Kiếm đấm một đấm mang theo sức mạnh phá trời diệt đất về phía Lâm Thanh Diện, anh ta muốn trực tiếp đánh ngã Lâm Thanh Diện để Lâm Thanh Diện biết được sự đáng sợ của hóa cảnh trung kỳ. Mọi người thấy Vương Kiếm vừa ra tay đã xuất ra khí thế như vậy liền hoảng sợ, trong lòng không khỏi thương tiếc cho Lâm Thanh Diện một chút. Lâm Thanh Diện nheo mắt nhìn nắm đấm của Vương Kiếm, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, một sức mạnh cực lớn xuất hiện, trực tiếp cản nắm đấm của Vương Kiếm lại. Vương Kiếm biến sắc, hoàn toàn không ngờ một cú vung tay nhẹ nhàng của Lâm Thanh Diện lại có sức mạnh lớn như vậy, trong ánh mắt ngập tràn sự khiếp sợ. Anh ta vội lùi về sau đó sức mạnh trong cơ thể lưu chuyển, hét lớn một tiếng sau, tung một cú chưởng về phía Lâm Thanh Diện. Hư ảnh của một bàn tay xuất hiện, trực tiếp bao trùm lên cả người Lâm Thanh Diện khiến anh không còn chỗ nào để trốn tránh. Lâm Thanh Diện giơ tay chỉ một cái thì có một đạo hào quang xuất hiện, ngay sau đó một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng bàn tay đó. Sư huynh, tôi thích đánh sáp lá cà hơn, đắc tội rồi. Lâm Thanh Diện cười nói với Vương Kiếm một câu, sau đó liền bay vọt tới chỗ Vương Kiếm. Mọi người chỉ thấy một giây trước, Lâm Thanh Diện vẫn còn đang ở đằng xa vậy mà kết quả là một giây tiếp theo đã xông tới trước mặt Vương Kiếm. Vương Kiếm cũng nheo mắt lại, cảm giác Lâm Thanh Diện giống như gì đến trước mặt mình chỉ bằng một cái chớp mắt nên trong lòng tràn đầy kinh hãi. Anh ta nôn nóng ra tay ngăn cản đòn công kích của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đánh một quyền tới, anh ta dùng cánh tay ngăn cản, một cỗ sức mạnh cường đại phân tán ra xung quanh còn anh ta thì bay thẳng ra phía sau. Lâm Thanh Diện cũng không chần chờ, trực tiếp theo sau, rồi lại đạp tới một cước đạp, trong lúc bối rối, Vương Kiếm đã tránh né sau đó xuất chưởng với Lâm Thanh Diện, nhưng lại bị Lâm Thanh Diện nắm chặt cổ tay và quật mạnh xuống đất. Toàn thân Vương Kiếm đập mạnh xuống đất tạo ra một cái hố, còn các khớp xương thì như muốn rụng rời. Tất cả mọi người giật mình hô lên một tiếng, hoàn toàn không ngờ hóa cảnh trung kỳ như Vương Kiếm lại bị Lâm Thanh Diện đánh ngã như vậy. Giang Tiểu Nhu kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy rồi vội vàng quay sang nhìn Lục Diên Thọ, hỏi, sư phụ, Lâm Thanh Diện lợi hại như vậy sao, ngay cả Vương Kiếm sư huynh cũng không phải là đối thủ của anh ta, rốt cuộc thực lực của anh ta đã đạt tới ngưỡng nào rồi. Mọi người nghe Giang Tiểu Nhu nói vậy cũng đều quay sang nhìn Lục Diên Thọ, biểu hiện thực lực của Lâm Thanh Diện thật sự khiến bọn họ quá mức bất ngờ. Trên mặt Lục Diên Thọ nở một nụ cười tươi rói, nói thực lực của Lâm Thanh Diện đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong. Có lẽ chỉ còn một bước nữa là đạt tới thần cảnh. Lời này vừa được nói ra liền khiến tất cả mọi người im lặng. Ngay cả Vương Kiếm đang nằm trên mặt đất cũng ngẩn người theo. Gã sư đệ mà mình hoàn toàn không xem ra gì đã đạt được thực lực mạnh đến vậy rồi sao? Chương 1059, tỉnh ngộ. Tuy trong lòng sợ hãi nhưng Vương Kiếm cũng không do dự quá nhiều, bởi vì trong lúc cao thủ chiến đấu bất kỳ sự do dự nào cũng sẽ dẫn đến thất bại. Anh ta cắn răng tránh khỏi tay của Lâm Thanh Diện, sau đó trực tiếp bộc phát sức mạnh trong cơ thể, tạo thành một cái rìu cực lớn, chém lên người Lâm Thanh Diện. Sau khi biết thực lực của Lâm Thanh Diện không đơn giản như mình nghĩ, Vương Kiếm cũng không định nương tay nữa, nếu không anh ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để đánh bại Lâm Thanh Diện. Trên lòng bàn tay Lâm Thanh Diện bốc lên sức mạnh, trực tiếp hóa thành một thanh kiếm dài chặn lại cái rìu kia. Sức mạnh của rùi và kiếm dài va vào nhau. Từng luồng sức mạnh gợn sóng tản ra xung quanh khiến mặt đất bắt đầu run lên. Bất kể thế nào đi nữa Lâm Thanh Diện cũng là cao thủ hóa cảnh đỉnh phong, cho dù Vương Kiếm có dốc hết sức lực cũng không thể đỡ nổi sức mạnh của Lâm Thanh Diện. Huống chi Lâm Thanh Diện là tu luyện huyền công, sức mạnh trong cơ thể anh mạnh hơn nội kình cả một bậc. Sau va chạm, Vương Kiếm bay ngược ra ngoài một lần nữa, sau đó ngã luôn xuống đất. Bởi vì chỉ là rèn luyện, cho nên Lâm Thanh Diện không dùng quá nhiều sức, vừa đủ là được. Vì thế Vương Kiếm chỉ ngã trên mặt đất, nếu không sợ là lúc này Vương Kiếm đã mất mạng rồi. Anh ta ngã xuống đất hồi lâu cũng không phản ứng lại được. Anh ta không ngờ mình sẽ thua Lâm Thanh Diện như thế này. Nhất thời, trong lòng Vương Kiếm ngổn ngang cảm xúc khiến anh ta cảm thấy rất khó chịu.
Thì ra sở dĩ Lâm Thanh Diện không muốn luận võ với anh ta là bởi vì Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ thắng anh ta. Lâm Thanh Diện từ chối anh ta chỉ là vì không muốn anh ta mất mặt, nhưng bản thân anh ta lại cố chấp muốn đấu võ với Lâm Thanh Diện hòng chứng minh bản thân. Bây giờ ngẫm lại suy nghĩ kia của anh ta đúng là nực cười đến cực điểm. Hơn nữa mãi đến tận bây giờ anh ta mới hiểu rõ tại sao sư phụ lại khen Lâm Thanh Diện như vậy. Người này không chỉ là một thiên tài mà còn là một yêu nghiệt. Anh chẳng qua mới ngoài 20 tuổi mà đã đạt tới trình độ hóa cảnh đỉnh phong rồi. Thành tựu này cho dù Vương Kiếm có cố gắng cả đời cũng không đạt được. Tuy trước đây anh ta cũng được xem là thiên tài, hơn nữa trình độ cũng khá cao nhưng năm nay anh ta đã hơn 30 tuổi mà thực lực chỉ là hóa cảnh trung kỳ, cách đột phá xa xôi vời vợi. Nếu anh ta muốn đạt đến hóa cảnh đỉnh phong chỉ sợ phải cố gắng 20 năm thậm chí 30 năm nữa. Nhưng bây giờ Lâm Thanh Diện đã đạt đến trình độ này rồi. Điều này khiến cho sự kiêu ngạo trong lòng anh ta tan biến ngay lập tức, hóa ra so với Lâm Thanh Diện anh ta chẳng là gì. Cũng khó trách Bạch Chỉ, tuy chỉ mới biết anh vỏn vẹn một ngày nhưng thái độ đối xử với anh hoàn toàn khác xa với những người khác. Lâm Thanh Diện có thiên phú mà người bình thường không bao giờ có được, dù không nói ra nhưng sự đặc biệt đó sẽ có thể thu hút bất kỳ ai tiếp xúc với anh. Lâm Thanh Diện đi về phía Vương Kiếm, sau đó cúi đầu nhìn anh ta hỏi, sư huynh, anh còn muốn đánh nữa không? Vương Kiếm hoàn hồn, lắc đầu lia lịa nói, không cần, tôi nhận thua. Thấy Vương Kiếm nhận thua dứt khoát như vậy Lâm Thanh Diện cũng hơi ngạc nhiên. Anh còn tưởng rằng Vương Kiếm sẽ cố chấp không chịu thua, nhất định phải một mất một còn với anh nữa đấy. Vương Kiếm đứng lên nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt phức tạp, cậu rất mạnh, cậu là một người mạnh nhất trong số những thiên tài mà tôi đã gặp qua. Sư phụ khen cậu không phải chỉ khen suông. Lâm Thanh Diện mỉm cười với Vương Kiếm, sư huynh quá khen. Vương Kiếm hít sâu một hơi, nói từ nay về sau, vị trí đại sư huynh này sẽ do cậu đảm nhiệm. Lâm Thanh Diện mở miệng nói, thật ra cũng không cần phải như thế. Sở dĩ sư phụ làm như vậy chẳng qua là muốn anh được tôi luyện thêm, sau này vị trí đại sư huynh này vẫn là do anh làm thôi. Vương Kiếm mỉm cười, người tập võ, dựa vào thực lực để xếp vai vế. Với thực lực của cậu hoàn toàn xứng đáng với vị trí này, cậu cũng đừng từ chối. Lâm Thanh Diện thấy Vương Kiếm đã nói như vậy, anh cũng không nói gì nữa. Vương Kiếm là một người thông minh, anh ta có thể đạt đến thực lực hóa cảnh trung kỳ, không phải chỉ dựa vào vận may. Chỉ là vì thiên phú và thực lực của anh ta quá xuất sắc, vẫn chưa có người nào vượt qua cho nên trong lòng anh ta mới sinh ra thái độ ngạo mạn, không xem ai ra gì kia. Đối với Vương Kiếm mà nói kiểu tâm lý này là đòn chí mạng, rất có khả năng sau này lúc đột phá sẽ trở thành nút thắt trong lòng anh ta. Khiến cho thực lực của anh ta không cách nào tiến bộ được nữa. Mà muốn xóa bỏ kiểu tâm lý này cũng chỉ có thể tìm một người có thực lực và thiên phú mạnh hơn anh ta để anh ta hiểu được núi này cao còn có núi khác cao hơn. Khoảnh khắc thua trong tay Lâm Thanh Diện, Vương Kiếm liền hiểu được mục đích của sư phụ, đồng thời cũng hiểu được sự thiết sót của mình. Anh ta cũng không phải là người hẹp hòi. Lần này anh ta vẫn phải cảm ơn Lâm Thanh Diện đã giúp anh ta hiểu được vấn đề này, đương nhiên cũng sẽ không thù hận gì Lâm Thanh Diện. Mọi người nhìn thấy Vương Kiếm chủ động chịu thua, trong lòng cũng ngập tràn cảm xúc. Bọn họ không ngờ Vương Kiếm người luôn mạnh nhất trong lòng bọn họ lại có lúc chịu thua người khác như vậy. Thì ra Diện sư đệ lợi hại như vậy, thế mà trước đây tôi còn thấy cậu ta chỉ là một kẻ liều lĩnh, bây giờ xem ra tầm nhìn của tôi hạn hẹp quá. Người nào mà chẳng như vậy, ai có thể nghĩ sư đệ Lâm Thanh Diện còn trẻ mà lại đạt tới trình độ hóa cảnh đỉnh phong chứ? Trước đó tôi còn tưởng cậu ta còn chưa đạt được tông sư cảnh đỉnh nữa đấy. Ai ôi, đúng là xấu hổ mà, tính ra tôi lớn hơn Lâm Thanh Diện mấy tuổi mà ngay cả tông sư cảnh đỉnh cũng không đạt được đấy. Trong khi đó sư đệ Lâm Thanh Diện đã đạt đến hóa cảnh đỉnh phong rồi. Tôi thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hai người Bạch Chỉ và Giang Tiểu Nhu đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt sáng rực khác thường. Sư tỷ, có phải tỷ đã phát hiện Lâm Thanh Diện không tầm thường từ trước nên mới đối tốt với anh như vậy không? Giang Tiểu Nhu mở miệng hỏi. Bạch Chỉ nhìn Giang Tiểu Nhu nói, đừng nói mò, trước đây tôi cũng không biết anh ấy lại lợi hại như vậy. Giang Tiểu Nhu im lặng một hồi rồi nói, vậy sư tỷ sẽ không ngại khi muội cạnh tranh Lâm Thanh Diện với tỷ chứ? Bạch Chỉ nhất thời cạn lời, tôi nói tôi có ý với Lâm Thanh Diện khi nào chứ? Ai dỗi hơi cạnh tranh với cô? Ha ha! Nếu sư tỷ đã nói vậy thì muội sẽ không khách sáo đâu. Muội mà theo đuổi được anh ấy thì tỷ đừng hối hận đấy. Giang Tiểu Như cười xấu xa nói.
Bạch Chỉ nhất thời muốn nói gì đó chỉ có điều sau khi do dự một hồi vẫn giữ im lặng. Lời của hai người bọn họ đều bị Lâm Thanh Diện nghe được, sau khi nhìn thấy hai người bọn họ đang đi về phía mình anh liền nhanh chóng chạy về phía sư phụ. Sư phụ, chúng ta mau vào phòng đi, con có chuyện muốn thỉnh giáo sư phụ. Lâm Thanh Diện mở miệng. Sau đó anh liền kéo Lục Diên Thọ đi vào phòng. Sau khi hai người vào phòng đồng thời xác định Bạch Chỉ và Giang Tiểu Nhu không đuổi theo, lúc này Lâm Thanh Diện mới thấy nhẹ nhõm. Lục Diên Thọ mỉm cười nhìn Lâm Thanh Diện nói, sao vậy? Con sợ bọn họ vậy sao, vậy mà dám lấy sư phụ ra làm lá chắn. Lâm Thanh Diện cười ngượng với Lục Diên Thọ, thật ra anh không phải đơn thuần chỉ muốn trốn Giang Tiểu Nhu và Bạch Chỉ. Bây giờ anh đã mang tới 3 miếng ngưng hồn ngọ, cũng đã đến lúc anh phải hỏi thử xem kiếp nạn của sư phụ là gì rồi. Chương 1060, kiếp nạn của sư phụ. Sư phụ, thật ra con còn muốn hỏi một chút, kiếp nạn mà lúc đó sư phụ nói rốt cuộc là kiếp nạn gì? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Lục Diên Thọ, sau đó nói ra nghi vấn trong lòng. Tiếp đó, anh lấy 3 miếng ngưng hồn ngọc từ trên người ra đặt lên bàn. Ngọc ngưng hồn có tác dụng nuôi dưỡng thần hồn, 3 miếng ngưng hồn ngọc đặt cạnh nhau, hiệu quả này sẽ tăng gấp đôi. Khoảng thời gian này Lâm Thanh Diệu luôn mang theo 3 miếng ngưng hồn ngọc này bên người, tốc độ trưởng thành của thần hồn khá khả quan. Bây giờ tìm được sư phụ cũng là lúc giao 3 miếng ngọc này ra rồi. Cũng không biết 3 miếng ngọc này làm thế nào để giúp sư phụ vượt qua kiếp nạn nữa. Lục Diên Thọ nghe Lâm Thanh Diện hỏi vậy, trên mặt lộ ra nụ cười dường như đã đoán trước được Lâm Thanh Diện sẽ hỏi vậy. Ông ta đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế, một tay lấy 3 miếng ngưng hồn ngọc kia qua vừa thưởng thức vừa nói, con có thấy dáng vẻ bây giờ của ta khác lúc trước không? Lâm Thanh Diện lập tức liếc nhìn sư phụ, nghĩ đến hôm qua lúc mới gặp sư phụ, anh cảm thấy sư phụ đột nhiên như già hơn 20 tuổi đã cảm thấy không bình thường rồi. Bây giờ sư phụ lại nói như vậy, Lâm Thanh Diện cũng đoán được sư phụ đột ngột già như vậy, hẳn không phải là vì áp lực lớn hoặc có tâm sự nặng nề. Lần trước lúc con thấy sư phụ vẫn là thần thái sáng láng, tinh thần quắc thước, nhưng lần này mới chẳng bao lâu, đột nhiên sư phụ dường như già hơn 20 tuổi. Lẽ nào đây là kiếp nạn của sư phụ sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Lục Diên Thọ gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ tốc độ già đi của cơ thể ta mắt thường có thể nhìn thấy được. Tuổi thọ của ta cũng chỉ còn lại 3 năm, đây cũng là lý do tại sao ta bảo con trong vòng 3 năm phải tìm cho được ngưng hồn ngọc. Lâm Thanh Diện nghe Lục Diên Thọ nói vậy, trong lòng liền run lên. Anh không ngờ tuổi thọ của sư phụ chỉ còn lại không tới 3 năm. Tại sao lại như vậy? Thực lực của sư phụ mạnh như vậy đáng lẽ ra phải còn sống rất lâu mới đúng chứ? Lâm Thanh Diện nghi ngờ hỏi. Lục Diên Thọ mở miệng nói, nếu con muốn nghe giải thích thì trường hợp của ta hẳn là do trúng độc. Chỉ có điều loại độc này đặc biệt, không giống với những loại độc mà con đã biết nhưng kết quả mà chúng gây ra thì giống nhau, tức là sẽ lấy mạng ta. Lâm Thanh Diện lập tức nhíu mày, mở miệng hỏi, vậy phải làm sao mới có thể giải được chất độc kia? Có phải dựa vào 3 miếng ngưng hồn ngọc này không? Lục Diên Thọ mỉm cười, 3 miếng ngưng hồn ngọc này đương nhiên không thể giải được độc của ta. Thật ra 3 miếng ngọc này là chìa khóa của một nơi mà nơi đó có thuốc giải có thể giải độc của ta. Đầu tiên Lâm Thanh Diên ngây ra, tiếp đó anh liền nhìn về phía 3 miếng ngưng hồn ngọc trong tay sư phụ. Anh không ngờ 3 miếng ngọc này lại là chìa khóa. Lúc ta còn trẻ, từng gặp được một người mà người này có lai lịch cực kỳ bí ẩn. Ông ta không giống như người của thế giới này, cách ăn mặc cũng rất khác lạ. Lúc đó ông ta nói ta có thiên phú dị bẩm, cảm thấy rất có duyên với ta, cho nên cho ta một quyển sách quý. Ta bắt đầu tu luyện theo quyển sách quý kia và phát hiện thực lực của mình tiến bộ thần tốc. Khi tất cả mọi người còn đang rầu rĩ vì bước vào nội kình thì sức mạnh trong cơ thể ta đã mạnh hơn bất kỳ cao thủ đại thành nào có thực lực hơi kém một chút rồi. Bởi vì như vậy nên ta cảm thấy người kia không đơn giản. Cho nên liền đi theo ông ta, người kia cũng không từ chối, ông ta dẫn ta vào Nam ra Bắc, gần như là chinh phục tất cả cường giả đương thời. Ta chưa từng gặp tồn tại nào mạnh như ông ta, thực lực của ông ta khiến ta kính ngưỡng, nhưng trên người ông ta lại toát ra sát khí mà mắt thường không thể nhận ra. Loại sát khí này vẫn luôn ăn mòn bản thân ông ta, khiến ông ta trở nên điên cuồng. Mà sở dĩ ông ta đồng ý để ta đi theo cũng là vì lúc ông ta trở nên điên cuồng ta có thể giúp ông ta tỉnh táo lại. Lúc đó ta cũng không nhận ra được tính chất nghiêm trọng của việc này, mãi đến sau này, người kia nói với ta thời gian của ông ta không còn nhiều nữa, ông ta muốn đi tới một nơi mà không ai có thể tìm được, tự mình kết thúc.
Còn ta, bởi vì đi theo ông ta một thời gian dài, hơn nữa còn giúp ông ta tỉnh táo lại lúc ông ta điên cuồng cho nên bản thân ta cũng bị sát khí trên người ông ta ăn mòn. Ông ta nói cho ta biết loại sát khí ăn mòn này sẽ không có bất kỳ triệu chứng nào trong thời gian ngắn, nhưng nó sẽ bộc phát vào một ngày nào đó trong tương lai. Lúc đó, cơ thể của ta sẽ lão hóa nhanh chóng, thậm chí lúc trở nên điên cuồng ta sẽ chết trong tình trạng mất kiểm soát này. Tuy nhiên, tình trạng này không phải là không thể giải quyết được. Ông ta đã để lại cho ta một địa chỉ và bảo ta đi tìm đủ 3 miếng ngưng hồn ngọc, khi có triệu chứng này thì đi đến địa chỉ ông ta đã cho. Ông ta sẽ để lại đồ cho ta hóa giải triệu chứng này. Mãi sau này ta mới biết quyển sách quý mà người kia đưa cho ta là Huyền Công, còn tên của người đó là Tần Trường Sinh. Nghe được cái tên Tần Trường Sinh này, đồng tử của Lâm Thanh Diện đột nhiên co rút lại. Anh không ngờ Huyền Công của sư phụ lại là do Tần Trường Sinh ban cho. Mà dựa theo lời giải thích của sư phụ thì quả thực Tần Trường Sinh đã chết rồi. Chỉ là anh không ngờ sư phụ mình và Tần Trường Sinh lại có mối quan hệ như vậy. Lục Diên Thọ thấy phản ứng này của Lâm Thanh Diện cũng hơi bất ngờ, nên mở miệng hỏi con biết Tần Trường Sinh. Lâm Thanh Diện gật đầu, anh vẫn chưa nói cho sư phụ biết anh đã là điện chủ của chúng thần điện, cho nên cũng biết một số chuyện liên quan tới thương nguyên giới. Có điều đây dù sao cũng là cơ mật của chúng thần điện, Lâm Thanh Diện cũng không định nói với sư phụ. Nếu sư phụ năm đó đã đi theo Tần Trường Sinh thì chắc chắn ông ta sẽ biết nhiều hơn anh. Con cũng biết một ít. Biết được người này hình như đắc tội không ít người. Lâm Thanh Diện mở miệng. Lục Diên Thọ cười nói, ông ta đâu chỉ là đắc tội không ít người, năm đó giới võ đạo này đều đang đuổi giết ông ta, chỉ đáng tiếc thực lực của ông ta quá mạnh, hoàn toàn không có ai là đối thủ của ông ta. Vậy địa chỉ mà Tần Trường Sinh cho sư phụ là ở đâu? Nếu thời gian không còn nhiều vậy chúng ta phải tìm được chỗ kia càng nhanh càng tốt, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lục Diên Thọ mở miệng nói, địa chỉ của ông ta cho ta là hòn đảo này. Ta cũng tìm đến địa chỉ mà ông ta đã nói. Bây giờ con đã mang 3 miếng ngưng hồn ngọc này đến rồi, vậy thì chúng ta có thể đi đến đó bất cứ lúc nào, để tìm được thứ có thể hóa giải được tình trạng hiện giờ của ta. Lâm Thanh Diện cũng ngạc nhiên, không ngờ hòn đảo này là chỗ mà Tần Trường Sinh nói, xem ra anh đúng là không cần lo lắng quá. Dù sao đã có ngưng hồn ngọc, muốn vào chỗ mà Tần Trường Sinh nói chắc hẳn cũng không khó lắm. Trừ khi nơi đó còn có những nguy hiểm khác. Sư phụ người định lúc nào thì đi đến hòn đảo mà Tần Trường Sinh nói. Không biết con có thể giúp gì cho người không? Lâm Thanh Diện hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1060.